là đây sắp tới, sắp đến chứ không phải là mới năm sẽ quá hồng mồm một mặt hết. Gói đó không tốt, thương hại bé lê dân đứt ruột, ảnh vợ con gói rách trùm đeo, gẫm chịu nghèo còn mắt chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá, mắt nhìn cuộc thế đổ thay quá gắt, mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai con ơi, nẻo thành tiên như thể tên bay, đường dinh nhục rủ mai có một lát. Thì con thấy đó, ở đây rõ ràng như vậy đó, mà rồi cái diễn biến của trời đất mà tự nhiên nó sẽ đến, rồi nó đến không ai đỡ được. Như vậy cái chuyện đó là thầy cũng nói, bởi vì biểu khuyên mình ráng tu tỉnh, ít nhiều cũng hay, ít cũng tốt, mà nhiều cũng hay, nhiều được thì tốt nữa, còn ít cũng được, cũng được, cũng lành nha, thì cũng tốt. Nhưng mà thành là con nhớ kỹ là ông Phật ông nói không thể ông nói hết trắng ra cho mình biết, mà nói vậy rồi coi như cũng đã là muốn nói trắng rồi còn gì nữa. Thương hại thấy lê dân đứt ruột mà ảnh vợ con đéo rối rách từng đeo, còn gẫm chữ nghèo còn mắt chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá, mắt rồi nhìn ruột thế đổi thay quá gắt, mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai, nẻo thành si như thể tên bay, đường dinh nhục rủi mai một lát không một lát còn thì hết chưa. Bây giờ thầy mới nói cái câu khắp thế giới cửa nhà tan nát, chứ mới Việt Nam mình không tan nát, cùng xóm làng thưa thất bệnh yêu bấy lâu nay, nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt, lật đời trở lại khắp thế giới biến di thương hại không còn, biến hết. Thì nó đủ thứ bệnh hết đó, hồi nãy tôi cũng nói đó, thì thầy nói là lớp đau chết kẻ thôi vô số, đau chết mà đau gì nhiều chứng dị kỳ khó kể, không có biết, cũng như bây giờ bệnh này rồi bệnh kia, covid thế này kia rồi băng khỉ hay gì đó, đây rồi còn nhiều cái chứng bệnh nữa, mà bây giờ lên nhà thương con nó đủ thứ bệnh hết trơn đó, đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, kể từ nay lao khổ thành ra gì chỗ đó, mà bây giờ mình biết rồi, bây giờ đây là những cái chuyện mà nó xảy đến đây nó tới với mình. Tôi nói bây giờ cái thế gian này nó bây giờ cũng như thế, mình bây giờ cũng như cái đèn mà dầu nó sắp lụng kim rồi, bây giờ mình dòm thế giới mình thấy con hâm dạ chiến tranh nhau thấy không, rồi giờ đời nó không giữ tùm lum chém giết giật dọc nhau này kia, rồi con người không giữ khi là con giết cha mẹ luôn. Thì thời kỳ này là thời kỳ nhiễu nhương, cho nên đây có cơ hội mình được đức thầy chỉ, bây giờ mình ráng lập thân đi. Cho nên cô bác anh chị em nên nhớ rằng cái của thế gian này nó không có tồn tại đâu. Bây giờ cái hơi thở của mình nó là quý, chứ thật ra có một tắc là mượn nó không khí lãng này nè, thở ra hít vô, mà nó ra rồi nó không trở lại là rồi mình có đem theo gì không, chỉ tội và phước. Cho nên bây giờ mình ráng làm phước đi, vì phước đức để dành ngày sau. Mô A Di Đà Phật, lễ kính đức Phật, lễ kính đức thầy. Hôm nay nhân duyên gặp ông hai, ông hai năm nay là 84 tuổi, thì em giáo cũng để học hỏi và trao đổi đạo đức trong sáu lý của đức thầy đó ông hai. Mà đức thầy có dạy là kỳ xả tội nay còn một lúc, sao không tu đặng có hưởng nhờ. Xả tội là như thế nào mà còn một lúc là như thế nào vậy ông hai? Có nghĩa là đức thầy ông nói câu nói theo đúng ra trong giáo lý của thầy thì cũng có nói những cái khoản mà nó nghĩa là như chẳng hạn như qua năm dê đến lúc mùa hè, trong ba thánh biết ai hữu trí, thì cái câu đó ăn vào cái chỗ mà kỳ xả tội nay còn một lúc, nghĩa là coi như là nó coi như thầy không nói hết ra, nhưng mà ông nó coi như là nó cũng đã gần đến rồi, cái thời gian nó cũng đã gần đến rồi đó, thì coi như năm nay là năm thìn năm tỷ nhé, thì có năm thìn này đó, mèo kêu nó mèo mèo kêu quá tánh ra sao, rồi hết năm mèo rồi thấy rồng rắn mẫu đầu chỉnh ghê, là lời của thầy nói trong giáo lý của thầy để rõ ràng trong đó có chứ không có sao, nhưng mà nó phải đến. Ông Phật không nói cái gì chứ cái đến rồi phải đến rồi, không bao giờ trật đâu. Nhưng mà rồi nói cái cháu này nhớ kỹ là trong ba thánh biết là hữu trí là đó rồi, có hết cái năm mẹo mà này rồi tới năm thìn năm thị, năm thìn năm thị đó là rồng ba hay rồng là rồng mèo lôi rồng tới ba giờ giảng thế giới chiến tranh nổ khắp buồn, nó không buồn thì đó nó cũng đi ra đó để thành tỷ, là thành tỷ thì máu đạo chỉnh ghê, năm thìn năm tỷ máu đạo chỉnh ghê, năm tới nè máu đạo chỉnh ghê. Rồi con ngựa lại đá con dê khắp trong trần ngã ê hề thay phơi đó, có nghĩa là nó tấn tư nó rồi cắt nước cũng động động
động vào mấy cái ngày tháng đó, năm đó. Con ngựa lại đá con dê khắp trong trần hạ, ê hề thay phơi, khỉ kia cũng bị sáo sầu, rồi canh khuya gà gái máu đầu mới ngưng, canh khuya có nghĩa là nửa năm dậu đó, lấy lên, nó mới ngưng, mới yên chiến tranh, mới êm lại. Gần đây đó ông Hai, nó có những cái hiện tượng như là ở trên cái mặt trời đó, nó có một cái hào quang lạ, giống như là cái hào quang vậy đó, đó là cái hiện tượng đó là cái hiện tượng gì chứ? Nhưng mà cái đó tao không biết, bữa đó tao có coi đó, đứng coi coi thấy vậy tao nói thôi cái này tôi không biết, không tin. Bởi vì cái này trong này giáo lý của thầy, thầy tôi không muốn nói mấy cái này, mấy cái hiện tượng này. Bởi vì nếu mà mấy cái hiện tượng mà xuất hiện như vậy đó thì mình không biết được. Dạ. Yeah. Nó lành hay là tốt không thầy? Thì chuyện đó nó không có đến đổi, phải xấu. Có lành hậu quang mà, hậu quang mà đâu có gì đâu xấu. Có gì đâu xấu. Yeah. Cái đó của Phật mà. Cho mình biết là cái diễn biến nó phải đi đến vậy vậy đó. Dạ. Yeah. Chứ lời thầy nói thì ông cũng nói cũng quẩn khúc lắm, không có nghĩa là ông không muốn nói hết ra. Bởi vì nói hết ra thì một là nó hơi khó khăn cho cái đạo lý của con người mình. Yeah. Hai nữa là cái chuyện đức thầy ông là cái người sinh trưởng ở đây. Yeah. Yeah. Thành vì chỗ đó cũng hơi khó cho cái tôn giáo, cái đạo đức. Đó là vậy đó, nó hiện nó vậy đó. Như thầy á, ông có nói đâu, như là trai bốn bữa ấy là quy tắc của cái khùng chỉ giấc chúng sanh. Ừ. Là cái đó là như thế nào vậy không hay? Có nghĩa là mà niệm, thầy không nói, con nói đó, ý thầy muốn mình phải ăn tương. Yeah. Ăn tương phải biết niệm Phật. Yeah. Nó có nghĩa là ăn dầu không ít nhiều cũng đặng. Nó đặng dụ mình không có nghĩa là coi như là không làm được tu sĩ thì cũng là một cái người đạo. Yeah. Nhưng mà cũng có một phần nào cũng đạo đức hơn đó, thành ra nó cũng nhẹ cho mình sau này nếu cái trường hợp chiến tranh hay hoặc giả là cái gì đó mình không biết nó xảy đến thì mình cũng hơi nhẹ hơn người ta thôi, nói con vậy đó. Yeah. Chẳng hạn như bây giờ cái năm Thân Dậu thánh thần náo động mà thánh ta trần nhà trống vương quang biết sao mà trống nhi quang nó ra sao mà mình không tu thì làm sao mình biết được tới cái đó. Yeah. Làm sao mình sống đây để cho tới đó để rồi mình hiểu được cái chuyện mà ông Phật không nói mà bây giờ nó mới xảy ra. Yeah. Vậy đó con, không có nói được, bây giờ cái chuyện đó mình nói không dám, thiên cơ việc thiên cơ phùng tỏ hết trơn, chưa bốn đạo cho nên thiên rẻ, cũng như thầy ông nói thiên cơ thầy ông tỏ hết trơn hết rồi, có nghĩa là mình hỏi thêm nữa cũng thầy cũng không nói, không bao giờ thầy nói mà cái chuyện mà đã hiểu đó, con nói năm Thân Dậu thánh thần nói động mà thảm cho trần nhà trống ruộng quan, có nghĩa là cái câu thẳng cho trần nhà trống đụng qua mà hỏi thầy cách sao mà nhà trống đụng qua, không bao giờ thầy nói. Yeah. Bởi vì chuyện đó nó đến rồi thì nó sẽ biết là bây giờ ráng lo tu, trước nhất. Yeah. Là mình phải ăn tương. Yeah. Ăn tương niệm Phật, ráng lo tu làm hiền lãnh dữ thì coi như con thấy cái cuộc đời mình nó khỏe. Thầy nó quá hay. Bởi vậy chẳng hạn như thầy ông nói sao mà cái gì thầy ông có nói có câu này, nó quả đất này tợ biển mênh mông, mà cái quả đất này biết làm sao cho sập biết mất, mà tới chừng mất nó sẽ mất nó. Yeah. Anh nói nhiều người ta hỏi thầy cái đó mà thầy không nói, không thể thầy nói ra được. Nói, quả đất này tợ biển mênh mông có nghĩa là ông nói tại nhà bà Út, ông Út bà Út, ông bà Út, ông Út là em ruột của đức thầy, em ruột của đức ông, em ruột. Yeah. Ông đức Út á. Yeah. Thầy ông nói tại đó tại nhà bà Út, bà Út hỏi thầy cái câu đó. Thầy ông nói nên là khắp thế giới biến di thương hải, dùng phép màu mới lập lại thượng quan. Thì bà Út vẫn hỏi thầy, thật thầy nhé, như vậy chết hết cho thầy ha. Yeah. Thầy ông nói không có chết hết, nhưng mà cái người tu thì nó còn sống, rồi có dân thù Bồ Tát từ bi ông chèo thuyền bát nhã xuống thì chúng sanh, ông dân thù sau này ông mới chèo thuyền bát nhã đi dứt hết những cái người chết ở trên mặt nước, ông dứt hết về chất mình đóng nó rồi thật bà mới dùng cái phép màu của bà. Yeah. Đó cái bộ linh dược của bà mới trút hết, cái này mới trút hết tình mình, mới cứu hết những người chết đem về nằm có đóng cho sống lại hết đó. Bởi vậy rồi sau ông còn nói thêm cái câu nói quả đất này thợ biển mênh mông, cái câu đó mới thì dữ dằn hả. Yeah. Đó rồi thì thôi đến luôn, không ai dám hỏi rồi.
Đức thầy ông ấy hỏi, kêu ông Út qua đây, qua ông Út đi rồi qua đây tôi chỉ cho cái này, ông qua cái này. Thì biết ông Út không đi qua đi ngã hậu sau đó, cái ngã hậu sau qua chỗ xòe Đổ Định đó. Đó là cái thầy ông nói, ông Út ráng nói với anh em đồng đạo ráng gánh nước chỗ cho đầy mấy cái máy vuốt này, tôi đầy đầy hoài hoài, mà khi tôi về chừng nào tôi về đó tôi múc nước, nếu có nước đó tôi rải ra vậy, nếu trúng ai là người đó hết bệnh, có nghĩa là tôi cứu đồng đạo tôi. Thì rõ ràng nó vậy, nó có trong giáo lý thầy có để ý. Mấy cái lu đó bây giờ đó lúc còn, nào có nước vậy hả ông hai? Cũng nào có nước, lúc nào cũng đầy đầy đầy. Rồi bây giờ mình lên mình uống mình cũng khỏe luôn hả ông hai? Khỏe, trời mình lên mình xin nước nó tỉnh, nó uống tốt lắm con. Dạ. Nước của Phật mà. Dạ. Nước đó là có nghĩa là cô thầy rồi đó, ông để lại là những cái lu mà ông Đức ông mua, ông để lại là thầy ông đem ra đó để mà trưng dụng cho sau này, cái chuyện đó như vậy đó. Dạ. Chuyện gì xảy đến là phải vậy đó. Thì cũng như Đức thầy có để là câu là cũng như là cũng như thầy nói là cuộc biến động nay mai nguyên ngập. Ừ. Biến động là cái gì mà nguyên ngập là như thế nào? Biến động tức là cái chuyện xảy đến nó vậy đó. Dạ. Nó phải quả đất này tạo biển mênh mông, thầy mới coi như là sập hết. Dạ. Dùng phép màu mới lập lại thượng nguyên, có nghĩa là phải có Phật dùng phép mới lập lại thượng nguyên mới được, mới có. Thì y ra vậy đó. Như thầy, như ông thầy Đại An á, ổng có nói đó, ổng nói là lục hợp cai có sức giao dồi. Ừ. Thầy cũng có tên hôi cổ cây giao cải trong đồ bữa ăn. Đúng rồi, bữa ăn. Cái đó là như thế nào vậy ông hai? À, cái đó thì theo mình thấy, cái Phật đạt tương chứ vẫn ngọt ngon, cũng y như cái câu đó. À, nó còn hơn thú vị mà cơn chân máu hồng. Nếu mày ăn mặn thì có nghĩa con người ăn mặn sau này không có cứu được. Vì cái máu đó là cái máu thuộc về các loại con vật có ăn trong đó rồi đó, còn lạc tương thì chẳng ngọt ngon rồi. Mà còn hơn thú vị mà cơm chân máu hồng đó, có nghĩa là con ăn cái con gà con vịt con mặn ăn, tức là ở đây là nó có máu rồi. Yeah. Thành ra vì chỗ đó đó Đức thầy mới nói là lạc tương thì chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chân máu hồng đó là nó rõ ràng nó nằm như theo cái giáo lý của thầy đúng y như vậy đó. Còn cái mình không tu sau này tới thầy đầy có khổ không chứ? Chắc phải khổ. Chắc chắn là phải khổ rồi. Cái đó là con hiểu biết rồi chứ gì. Còn tránh không khỏi thôi. Phải khổ. Khổ gì cái gì vậy hai? Khổ gì? Chiến tranh. Vì vấn đề mà có nghĩa là coi như không tu làm sao Phật rước được. Cái người phải có tu thì Phật mới rước được. Bởi vậy đó Phật bà. Thì con thấy tại sao mà thầy ông không dám nói trong cái đoạn giảng mà thầy em nói Đức Chúa Trời giáng thế Phật bà. Đức Chúa Trời hiện giờ còn đang có đó, nhưng mà ông cho biết là Đức Chúa Trời không còn nữa, phải giáng thế Phật bà rồi, bị Phật bà xuống đây là ông Đức Chúa Trời ông không phải tiêu diệt rồi, không còn nữa. Có nghĩa là đây sắp đến chứ không phải là mấy năm sau quá họ mòn mùa mòn thất gói đau không tốt khang thương hại bấy lê dân đứt ruột thảm vợ con đói rách trùm đeo gẫm chịu nghèo còn mắt chữ eo thêm gạo lúa lại tăng giá mắt nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai con ơi nẻo thành tiên như thể tên bay đường dinh nhục rủi mai có một lát. Thì con thấy đó ở đây rõ ràng như vậy đó, mà rồi cái diễn biến của trời đất mà tự nhiên nó sẽ đến, rồi nó đến không ai đỡ được như vậy đó. Cái chuyện đó là cái thầy cũng nói bởi vì biểu khuyên mình ráng tu tỉnh, ít nhiều cũng hay, ít cũng tốt mà nhiều cũng hay, nhiều được thì tốt nữa, còn ít cũng được cũng lành nhé thì cũng tốt. Nhưng mà thành là con nhớ kỹ là ông Phật không nói, không thể ông nói hết trắng ra cho mình biết, mà nói vậy là coi như cũng đã là muốn nói trắng rồi còn gì nữa. Yeah. Ừ. Thương hại bấy lê dân đứt ruột mà thảm vợ con đói rách trùm đeo gẫm chữ nghèo còn mắt chữ eo thêm gạo lúa lại tăng giá mắt rồi nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai nẻo thành si như thể tên bay đường dinh nhục rủi mai một lát không một lát còn thì hết trơn. Yeah. Bây giờ thầy ông nói cái câu khắp thế giới cửa nhà tan nát chứ mới Việt Nam mình không. Yeah. Tan nát cùng xóm làng thưa thớt vạn yêu bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lật đời trở lại khắp thế giới biến di thương hại không còn biến hết. Mà trở lại cái đời thượng môn cái con người. Yeah. Nhưng mà tới năm dậu thôi con, đây nè năm dậu kế bên này.
năm dậu thánh thần nó động thánh cho thần nhà trống vượt qua. Cái lời nói ông có nói trong câu nói, nhưng mà rồi năm dậu này dậu Phật ra đời thế giới bình an, hai cái này đi trùng đi trùng lại. Dạ. Không phải dễ đâu con. Rồi giờ vậy đó mình tu còn kịp không chứ không ai? Bây giờ thì phải ráng tu. Nói con nếu tu được thì tốt, ráng tu mới được. Dạ. Còn để lật lỡ. Có nghĩa là lang băng này kia kia nó cờ bạc hay này kia nó hoài thì sau này cũng trách trời, trời Phật sẽ không cứu, cứu sao được mà cứu. Cứu lương hiền chứ đâu có cứu người không. Phật cũng cứu lương hiền không cứu người không. Mà con ơi, tránh không quả đâu, phải có. Phật cũng nói rồi mà đâu có xê. Cũng như chú nói con là sao. Bây giờ mày biết không, mấy ông thả ra đều có đi hết. Bốn ông thả đều có đi hết mà. Có ông thẻ số 4 rồi đó, ông là đi có một lần, một sao không đi nữa. Bốn thẻ là sao, chứ đích làm sao vậy ông? Đích rồi đó là, hồi đó đó là cô trào của Pháp. Yeah. Pháp nó qua. Nó qua bên mình rồi, nó chiếm cái núi ông cấm của mình, nó làm cái nơi căn cứ của nó. Yeah. Mà anh em ai thì không cũng không chịu, mà thầy cũng không chịu. Rồi hôm nọ thầy ông mới cho quản, đứa cố mới lên mà cấm bốn thẻ đó. Nhưng mà chỉ ông biết cố ông cấm mới được thôi, không ai dám cấm được. Ông cấm ở trên ông thẻ bài, ông thẻ Vinh Hạnh, Vĩnh Hạnh đó là số 1. Nó con nghe trở lại cái đoạn mà hồi trước Phật thầy ông đưa mẹ đi á. Mẹ đi từ Đồng Sơn, cái làng Đồng Sơn dưới mà đi thẳng về trên núi Trà Lên á. Là ông không biết là mẹ bao nhiêu tịch đó nơi nào mà vì Đức Phật thầy ông không có nói. Yeah. Ông có nói có nghĩa là coi như là bà mẹ đi có một mình bà mẹ với ông Đức Phật thầy, mà thầy ông bận có bộ đồ mà không bơi rồi cho bà mẹ đi. Thì đi lên vô đường Vĩnh Hành, vô cái dầm sáng mặt dưng đó là đi thẳng vô tới Vĩnh Hành, cái đình Vĩnh Hành đó thì Đức Phật thầy ông ngừng xe ghe là ngừng xuồng lại. Thì ông mới xuống ông bẻ nhánh cây ông mới đi cầm. Xuống cầm mà mẹ bà rầy bà nói sao mà con không mà bơi đi mà còn bẻ đến cây làm gì. Nó Đức Phật thầy ông mới nói mẹ ơi bẻ cây à, rồi đó cái rồi đi lên đường, hai mẹ con cũng cùng đi nữa. Nhưng đi dọc đường bà mất, bà Dương Địch. Yeah. Bà Dương Địch mà một mình thầy đâu có làm cái gì được. Thành đây khỉ nó lại nó bẻ trái cây, nên em bẻ trái cây lại cúng bà. Tại sao khỉ mà nó biết em thì cũng trời khiến như vậy đó. Khỉ mà có nó điềm trời phải vậy, khiến bẻ trái cây đem lại cúng dân cúng bà, thì bà đã dương tịch bà mất. Thì cọp beo rồi mấy con này con kia con nọ mấy con mà có sừng quái đó lại nó bôi moi hang để mà để cái xác bà xuống. Mà thầy không cho biết chỗ nào, không biết chỗ nào đó, mà rồi thầy ổng mới cổi bộ đồ ổng bận cho mình, có bộ đồ một ổng bận cho mình đó, ổng cổi ra ổng đắp cho mẹ đem đi. Mà hồi ngày đi, hồi khi ông đi ông có nói như con cọp, nhà ngươi ở đây một giữ một cái xác của mẹ ta, nhưng mà không nói chỗ nào. Thành ra tới bây giờ không ai biết rồi. Nói với ông cọp á. Nói với ông cọp ở nhà ngươi phải ở đây giữ cái xác của mẹ ta. Một nhiệm gì ha. Vậy rồi ông đi. Ông ở trường vậy mà ông đi thẳng về núi Trà Lân đó. Ở trường luôn. Ở trường đi thẳng về núi Trà Lân. Về núi Trà Lân về đó, tối ông nằm ngủ, cái đêm đó ông ngủ tại núi Trà Lân. Thì bởi vậy mới có cái đoạn giảng mà thầy nằm chiếu sáng phương Tây đó. Dạ. Ông ngủ ở đó, ông nằm đó ngủ mà Đức Phật Tổ rảnh ông dòm thấy kêu rằng hào quang nó chiếu lên trên Đức Phật Tổ sáng quá sáng rồi. Đức Phật Tổ mới nói hỏi cái gì ở dưới này mà sáng dữ, mà phải sai Phật bà xuống nhà ngươi xuống coi cái gì mà sáng ở dưới này chiếu lên tới ta. Thì xuống thấy ông Đức Phật thầy ông nằm ông ngủ cái hiếu ông ơi. Ông trèo veo vậy ngủ mà cái ánh sáng nó chiếu lên tới Đức Phật Tổ gì ra nữa. Yeah. Đức Tổ mới sai Phật bà xuống thì coi Phật bà hỏi vậy là nhà ngươi muốn về coi Phật ở hay là nhà ngươi ở dưới này. Cái đó là trong mối chuyện hay sao con không có thấy ngoài hả không, trong mối chuyện thì con câu hoài không thấy chỗ đó, không có cái đoạn đó bởi vì không có đưa ra cho mình thấy đâu. Yeah. Không có đưa ra cho mình thấy mà là xuống Tòng Sơn căn gốc của ông bà là tại cái chỗ đó nó mới có giữ lại cái đó. Yeah. Đó thì nói cho con biết là Đức Phật thầy ông ấy nếu dịp trên Đức Phật ở trên thì mồ cha mã mẹ ai lo. Cái câu này ông trả lời đó, trả lời Phật bà. Phật bà nói vậy nhà ngươi muốn về đâu, bà cho tôi về núi Sam. Thì
bà ổng mới quạt cho bà ba quạt đi về núi Sam ở, rồi sau này ông viên tịch cũng nói núi Sam luôn, tại tại núi Sam luôn, cái mộ Phật thầy ở trên núi Sam á. Phật thầy có độ đời gì không ông hai? Có chứ, ông về trời ơi, ông độ người ta là cứu người ta dữ lắm con ơi, hút thuốc kêu rằng cái tàu hồi đó đó dịch khi dịch tả ra mày biết là nếu mà không có Phật thầy là chết hết á. Yeah. Phật thầy không cứu là chết hết, bởi vì ra vậy đó, bởi vì đức Phật thầy ông mới nói nghĩa là sau này cái ông Phật thầy đức Phật thầy ông làm chiếu sáng phương Tây trong cái đoạn giảng đức Phật ông đã nói trước rồi, đức Phật tổ ông có nói trước rồi, sau này có cái ánh sáng từ dưới này chiếu tới trên ngọc vàng ở đó nó thấy hết trơn. Yeah. Là vì đức Phật thầy đó là vậy đó. Rồi ổng lúc ông độ bệnh đó là bệnh gì ở cho đâu rồi dịch tả, trời ơi dịch tả chết thiêu rằng rau một giây chết một giờ đó, dịch tả chết dữ lắm con ơi. Yeah. Chết dữ lắm mà. Thành ra bây giờ còn cái ở dưới Tòng Sơn con xuống, bữa nào con xuống chùa Tòng Sơn đó rồi con lại kế khích bên cái chùa đó có cái cây da mà nó nằm sát cái mấy kinh đó. Yeah. Mà ông xây vòng tròn xung quanh vậy nè để cái da di tích. Yeah. Đó là cái da hồi đó Đức Phật thầy ông ngồi tại đó, ông hút thuốc cho đồng bào uống, nhân chúng uống đó, ngồi tại đó. Mà rồi sau này cái nó ngã, cái da nó ngã xuống. Mà ở xóm làng nó biết nhiêu pháp rồi, đủ pháp nó ở gần cái bên, cất cái đầu cái bên đó. Cái kế bên chỗ cái đình ở tại đó sát mấy kinh đó. Thành ra kéo không được, không ai là kéo nổi đâu, kéo không nổi. Tôi tới trưa thầy giúp Phật thầy ông đi trị bệnh cho người ta, ông về ông gặp anh em phải đông quá đâu, không phải làm cái gì đông dữ gì nữa. Ông kia nói trời cái da nó ngã kéo từ tương sáng giờ không lên đó mà ông thầy ơi thôi ông đi nói ra hết là tôi kéo thử coi. Thì ông lại ông cột coi nhánh khác, là mở lại dây cột coi nhánh khác, thì ông cầm con tay một ông kéo về rồi đứng sững lên tới giờ luôn đó, vậy đó. Yeah. Thành ra mới đúc xung quanh để là cái gia di tích. Yeah. Tòng Sơn là căn gốc ông bà nghe con. Yeah. Đừng chê mấy cái chỗ vậy không lên nha, căn gốc ông bà thì có Đức Phật thầy nói giảng thầy Phật. Yeah. Thầy nói ra đó, không phải mình bình thường mà ai dám nói đâu. Thành ra chỗ đó bây giờ cái chùa chỗ đó một bệnh cũng lớn, hai nữa là cái đình cắt cũng lớn. Hồi đó bị cái đình đó là ông Đức Phật thầy ổng bơi xuồng ổng về đó, ổng về đó là một ổng quẹo vô trong đó là tối rồi, 9-10 giờ tối rồi ổng quẹo vô tới cái đình đó, cái đình hồi đó chưa có cái chùa. Cái đình ngay đình luôn á. Tại cái ghé tại đình luôn. Yeah. Tại đình đó thầy là Đức Phật thầy ở dưới ổng kéo chiếc ghe lên. Kéo luôn. Ông kéo chiếc xuồng, ông đi chiếc xuồng mà, ông kéo chiếc xuồng mà xuồng bần đó, trời ơi ai kéo cho nổi, nó nặng. Trời ơi bần bé bự bảnh vậy mới được. Yeah. Nặng kêu đằng vậy, nặng dữ lắm. Đức Phật thầy ông lên rồi, ông để cái xuồng đó rồi ông mới lại ông mới nói ông tự ơi cho tôi gửi để nhờ chiếc xuồng nhờ ngủ nhờ đêm nay thì ông tự ông cho. Nhưng mà ông thấy chiếc xuồng thầy sao ông kéo te lên để trên chỗ ngay giữa tổ đình ngay tranh cái điện chỗ đình ông là ông quýnh ông Phật thầy hết ba rồi cái chỗ này ông đâu có được phép để cái xuồng ông lại đây. Rồi thầy ông Đức Phật thầy ông mới trả lời mấy người đâu của đó trời ơi. Cái ông buồn để cái ngủ khuya thức dậy 4 giờ khuya ông thức dậy cái ông cúng rồi ông Đức Phật thầy ông cúng rồi cái ông rót nước ở trên tổ đình ông cúng ở trên giáp trên cái đình nữa rồi cái ông xuống dưới mé sông trước cửa cái đình á, ông dòm thấy con chó chết sình, cái sình nổi đó, cái sình nổi phình lên mà lột lông lá rụng hết trơn rồi còn trắng, cái da không trắng nữa. Dạ, cái da nó thú quắc rồi thúi vô. Trời ơi vậy đó mà ông lên trên đình với ông tỉnh nước lên đó, trên đình ông lên trên ông giái rồi ông khoảnh nước, tỉnh nước rút, ông phun ba lần. Lần đầu tiên hết ông phun cái một cái phèo cái là một lát lông nó mọc ở trơn. Một lông hết trơn, con chó tự nhiên một lông rồi. Dạ, ông tự có la gì không? Không la, ông tự sợ cấm ông cũng sợ quýnh đít lắm rồi. Trời ơi, ông này, ông gì đâu mà tài giỏi gì. Cái rồi, ông phun cái thứ gì đó là con chó nó đứng dậy, nó dung dai. Ghê. Là cái đó mới ghê. Cái đó mới ghê. Phun cái thứ ba nó có anh chạy te, chạy tuốt đi mất tiêu. Cấp đó, từ đó tới sau ông mới tiền ba cái tay pháp nó đóng đồng đó. Yeah. Mới nghe nó mới cho ông được ở mà hút thuốc đó cho nó dễ dở được vậy là ông thấy sau này nó cũng họ không có thuận tiện cho ông bị pháp cũng làm khó khăn này kia cái nọ dân chúng đó. Ông mới về bên
trạch danh. Thì bên này có nghĩa là cái đường đi qua bên Thủy Môn, Thủy Môn đó. Thủy Môn đi qua bên chùa Tây An đó. Dạ. Cái gì là cái chùa Thủy Môn nó dọc đường. Dạ. Ông ở đó có 5 ngày à. Dạ. Ông cũng về đó cũng 5 ngày ông cũng hút thuốc ở tại đó. Nhưng mà hút thuốc đó đó rồi ông mới đi. Nhưng mà ông hút thuốc đó rồi ông đi qua bên Tây An, là tức là ông qua Tây An ông mới đốn cây xin cây người ta dựng lên cái chùa, là các cái chùa Tây An bây giờ đó, chùa Tây An giờ đó ngay chân đại đó là chỗ ông Đức Phật Thầy đó, ông ở đó đó, chỗ đó. Bởi vì trong cái đoạn giảng mà có nói sau này đó, ở đây sắp hết nhưng mà phải về tới chúng cũ chung cùng Tây An. Thầy cái đó là lời của Phật Thầy nói đó, trở về chúng cũ là chung cùng Tây An, là cái nghĩa là sau này hứa như vậy, sắp hết khu này, sắp hết đất bằng ở trên mình này cũng phải tiêu hết, sẽ hết, nhưng chỉ còn Tây An, còn Tây An từ đó trở xuống là còn nguyên. Dạ. Còn vậy đó, không có cái gì khác hơn trong chỗ đó. Y rang thành ra giờ ai cũng làm vậy, tin theo không? Cái cũng như chỗ phủ thờ hôm qua con thấy giờ chỗ đó nó. Mà khi mà Tây An ở trong một số môn đó rồi ông còn đi đâu lên Thái Sơn gì nữa không? Cấp đó là ông viên tịch, ông đi dọc đường ông viên tịch luôn, ông đi luôn rồi ông không cho mình biết ông viên tịch chỗ nào. Thầy nói là viên tịch núi Sam đó, ổng về núi Sam tịch. Thầy ở đó, ổng viên tịch núi Sam, nó có mộ của Phật Thầy núi Sam á. Dạ, theo Phật Thầy ăn thương, mình ăn thương. Thì rõ ràng trên đó nó vậy đó, nhưng mà cái mộ của Phật Thầy đó là cái kỳ đó ta lên đó, đi mấy lần à, lên kỳ đó ta thấy, ủa sao bữa nay kỳ, sao bữa nay lại cái cổng hồi trước lại khác. Mình thấy cái cổng chùa ở trước đó, sao mà lại là nó làm mới mà khác, cao lớn lên. Nhưng bởi vì mấy thống nhất nó lấy lại rồi, mà Phật Thầy thì ông viên tịch rồi, đâu có còn ai nữa mà trả lại. Ông Hai khi mà Phật Thầy kêu ông Đình Tây ở ông quản cấm bố ông thẻ đó là để làm cái gì với... Để sau này yếm ba thằng Tàu nó không có vô nữa. Dạ, mà yếm chi với ông Hai? Hả? Trời ơi, nó vô đây nó tàn sát dân mình dữ lắm con. Yếm nó cho nào tôi này tự pháp cũng vậy, nó sao lại nó không vô được, nó vô ráng gì là nó vô tới bên Đồng Tháp này cái nó không qua nữa. Mà vô đây là làm gì đâu, làm đây là chiếm đất dành dân. Dạ, tới cơ hội của nó rồi, nó phải vậy đó. Trên núi có gì không mà vô đó. Trời ơi, miền bảy núi sao nhiều báo lạ, sao có nhiều cái báo lạ như đó. Dạ. Mà ông Phật cũng đâu có nói ra hết đâu. Dạ. Mình biết ông Hai biết báo lạ gì trong tổng không? Ông Hai không biết đâu. Có nghĩa là năm ông thẻ. Năm ông bốn không? Bốn ông, bốn ông, nhưng mà một năm ông là ông hồi đó Đức Cố, ông Đức Cố quản ông cấm thêm một cái nữa. Yeah. Là thầy ông được cấm năm cái ông thẻ lận. Cái đêm nó cấm vừa rồi là vừa dứt là trời tối thù, 9-8 giờ đêm rồi cấm rồi, ông Đức Cố ông xuống dưới núi này rồi. Ông xuống dưới núi ông này, xuống dưới anh em đi cũng đi theo cái này, xuống dưới này đó thì ông Đức Cố ông dậm dò một cái năm ông thẻ không lẽ thua tàu. À, cái đó hay đó. Rồi sáng lại thì tàu rút liền, pháp rút liền, tôi chợt nó rút liền. Thì trong bên mới nó cấm rồi vậy đó, thì ông dậm dò ông nói năm ông thẻ không lẽ thua tàu, thì sáng lại là thua tàu rút hết trơn. Rút vào hồi đêm hôm nữa. Mặt trời che chở gì đó. Rồi nghe nói sao bảy núi lầu son lầu vẽ là người dài quá dễ văn ôi đó. Sao nữa ông Hai? Thầy nói tôi giảng đó. Tôi giảng sao bảy núi, trên bảy núi còn nhiều báo lạ. Răng tu tâm tánh coi đời phải rồi, coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Thì ông mới là bắt được, ông mới bắt con này, cái con long ác nghiệp này, gọi là trong giảng thầy. Trong giảng thầy có để là con sông nước chảy dòng cầu này, nó nhiều thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nó vậy không, ba có con thú nút bằng một lần. Nút bằng một lần quá. Thì sau này sống nó nổi lên nó nút. Các nước ngoài vô dữ lắm nghe con. Sau này nó vô đâu mà nó diệt con sống này dữ lắm. Mà vô không nổi. Bởi vô thì ổng phun lửa, nghĩa là súng bóng gì chảy hết trơn, không còn. Đó, thì là thành đó thầy mới về là cái tìm những súng bóng nó chảy hết trơn ra ngoài, nó vô dữ quá rồi. Nó súng ổng phun nữa lửa đó, thì lửa nó cháy. Hòa tới là súng bóng gì cháy trơn, hư trơn. Đó rồi thầy cũng về. Ông mới về ông hỏi, ông đi trên mặt nước, ông đi khơi khơi gì, ông mới hỏi các ông
Diệt được con ác nghiệt, con long ác nghiệt này không? Thôi, tôi chạy rồi, ông muốn ông phép màu ông ráng ông làm, tôi chạy rồi, chạy con này rồi, không dám bị ở ngoài vô lâu dữ lắm, nó tràn vô lính, tràn vô đông đúng không? Để mà phải giết cho được cái con này, bị con này nó gây rối cho cả thế giới. Thành ra ông vô, thầy ông về ông nói vậy thì thôi mấy ông, nếu không em muốn diệt nó, tiêu diệt nó không được thì thôi mấy ông lui ra xa xa đi để tôi bắt nó. Đúng rồi, đó cái câu đó thì tụi sau này đó mình bắt thằng này kia, nó có tên nó vô cắt nước vô mà nó tiêu diệt cái con này mà. Mà ông nói cái để tôi bắt nó là tiêu diệt hết cơn rồi không dám. Thì thầy ông không có lui lui xa xa đi để tôi bắt nó. Tôi bắt nó cho mấy ông coi. Thì thầy ông đi xuống nước, bị te trên mặt nước đi ra ngoài xa chút chỗ gần tới cái vịnh chỗ Mỹ Hội mình đó, cái chỗ cũng muốn ở. Thầy ông mới vỗ tay. Ông vỗ tay một cái là ông kêu cái là tí trần lên nổi lên liền là hổng. Cái con số mà nổi lên là con số mà biến ra cái con kỳ lân. Biến ra kỳ lân, bởi vì kỳ lân bởi vì Đức thầy ông mới leo lên lưng nó cởi. Rồi đầu tiên thì nó chạy trên mặt nước. Nó chạy trên khơi cởi ra, thầy cởi trên lưng nó chạy trên khơi nó chạy. Rồi một lát cái rồi bay lên trên không nửa lần. Nó bay nó chở thầy ngồi trên lưng nó bay nó nửa lần. Nó bay nửa lần một cấp rồi mới chở xuống đó rồi mấy ông. Mấy thằng này nó thôi từ đêm qua nó cắt nước ngoài nó sợ thầy luôn rồi. Đó là không có gì nữa. Đó rồi. Thì đó là từ cái chỗ đó đó. Thầy mới kêu nó biến ra. Thì lần nó bay đi rồi thả nó bay tốt về trời, thầy không biết luôn. Lúc đó không còn nữa. Thầy đi về rồi thầy về mấy lần vậy? Lúc đó thầy về mấy lần vậy không hay? Về. Thầy về không biết chừng nào, không biết bao nhiêu lần nữa con ơi. Thầy về thì thầy không xuất hiện là hồi nào mình đâu có biết. Thầy về mấy ngày rồi thầy mới đi không hay? Thầy ông về ông diệt cái con đó rồi ông mới đi. Diệt con kỳ lân, con nghiệt thú đó rồi mới đi. Thì ông cởi nó bay đi luôn. Chứ không phải là ở lại đó mà nói chuyện. Cái câu mà thầy nói là ít lâu tôi cũng trở về. Tôi cũng trở về đó. Tôi cũng trở về. Về ở đâu vậy? Về là về tại tàu đổ đừng hòa hảo. Dạ. Về tại tàu đừng. Ông bắt cái con nghiệt thú này nè. Ông về tổ đình trước hay là bắt nghiệt thú trước? Là về tổ đình rồi mới bắt nghiệt thú đó. Ông về đó rồi qua bữa sau là tụi này nó làm không xong rồi nó mới yêu cầu tới thầy. Thầy mới bắt nó. Có một chuyện nào mà thầy về muốn đề tổ đình đó mà dặn Út đó nó, ông hai. Thầy á về tổ đình. Dặn Út. Thì không có cái đó là thầy ông dặn rồi, thằng gì dặn trước rồi. Dạ dặn sao chứ? Dặn thì có nghĩa là Đức thầy ông đi qua nhà ông Út, nhưng mà đi cái ngã sau, ngã hậu sau đó, có nghĩa là hai cái nhà thì dây xuống, nhưng cửa xuống sông. Nhưng mà ở sau hè cô tổ đình ra sau hè tổ đình tôi không biết có cái đường đi qua ông Út. Dạ, có đường hả? Đường cũng đường nhựa, không có đường nhựa từ ngoài đường lộ chạy vô, đường lộ chạy vô ngoài sông. Mấy sông, nhưng mà ông Út ông ở phía trên Tân Châu, phía trên cái đường còn ông cả thì ông ở bên đây. Vậy đó, ông Út ông đi qua. Ông đi qua thì bên tới nhà ông Út. Ông Đức Thầy qua nhà ông Út thì giờ ông Út cũng 2-3 người, 3-4 người, 4 người vậy đó. Cũng ngồi nói chuyện chơi. Ông Đức Thầy ông nói giọt miệng nói. Khắp lê thứ biến di thương hải dùng phép màu mới lập lại thượng nguyên. Thì ông Út Đức Thầy mới nói dứt cái câu đó rồi thì bà Út bảo một lát con mới hỏi bạch thầy như vậy là chết hết cho thầy. Thì Đức Thầy mới trả lời ông nói quả đất này tợ biển mênh mông, không nói nữa, nói nhiêu đó là quả đất này tợ biển mênh mông rồi. Nói vậy là kêu ông Út ông qua đây tôi chỉ ông coi cái này. Ông Đức Thầy ông xin con cái gì nghe, bởi vì ông là Phật mà đâu có xin con. Đức Thầy qua ông Út qua đây tôi chỉ qua cái này thì dẫn ông Út qua, ông Út theo qua đây thì ông Út ông nói với anh em đồng đội gánh nước cho đầy mấy cái máy vú này hết, chừng nào tôi về tôi múc nước tôi cứu đồng đội tôi là tôi rẫy về là trúng ai đó, trời ơi cỡ đó thôi
cái cỡ thầy về đó là thôi cái bệnh tật nó đủ thứ chi kiến trên con ô chết biết bao nhiêu chết mà nó hàng hà sa số, rảy lên đây nước rồi trúng ai thì người đó hết bệnh. Là hơn cái bệnh huyết nó hổm luôn hả cô Hai? Trời ơi, huyết nó hổm nhầm gì, cái này thì chết lê thứ rồi không còn mà không còn mà khắp lê thứ biến di thương hải rồi còn gì, có nghĩa là đất gõ đất này sụp xuống mất tiêu của trân đâu phải vậy. Ấn đó thầy nói vô mốt luôn hả? Mốt mà đó, tôi múc nước tôi rảy ra trúng ai thì người đó hết bệnh. Hết là hết. Thì ông múc ông làm nhiệm vụ ông rồi hết. Là dặn múc gì đó ha. Ừ, à dặn múc gì đó. Chứ đó là dặn rồi sau này thầy về đó là phải có chuyện đó. Dạ. Phải có chuyện đó ra. Sau này thầy về là về chỗ nào trước? Thầy về có thầy về. Thầy về chỗ tình trước chứ đâu bây giờ. Dạ. Chỗ nào làm sao trước được. Chứ không chỗ nào trước còn chỗ đó. Chỗ đó tổ tiên ông bà mà. Dạ. À coi cái cảnh này. À ở thầy ông đứng ở dưới sông á, ông đi lên cùng với anh em đồng đạo cũng đông ở mé sông á, chỗ cây da ở dưới mé sông á. Dạ, đúng rồi, đó. Thầy đi lên, thầy đi lên vừa tới nhà thì anh em cũng theo sau lưng thầy. Đức thầy ông nói, ông cả ơi ông cả, ông xuống dưới chùa với ông xuống dưới tòa đình ở dưới đình mà Hòa Hảo mình đó, đình tại chợ Hòa Hảo có cái đình này kế sao đó. Dạ. À, cứ như ông coi 12 vị hội tề xứng nhau làm hồng con heo rồi đem lên bàn Phật đó mà giá cúng không biết cúng ai cúng gì, ông xuống dưới ông coi. Trời ơi thánh thần nào mà trứng mà ăn, ông xuống đó ông coi thánh thần nào trứng mà ăn con mần con heo mà trứng cúng thành thần nào mà thánh thần nào trứng mà ăn đó. Thì có ông ấy, có ông gì bên chợ mới tôi quên rồi, trời chú cô không phải ông này bên chợ mới, ông cũng làm chức lớn lắm, họ cờ pháp cũng lớn. Quản Diệp không Quản Diệp, ông lên đó cái rồi ông ở đó ông thấy thầy ông quá xa phép tắc, quá xa giỏi rồi, cái gì cũng có nên thầy cũng có được, thành ra ông ở đó ông tu, ông theo thầy tu luôn. Cái ông mới chờ thầy, thầy ông đi vô trong rồi thầy trở ra, ông mới hỏi thầy, bạch thầy con muốn hỏi thầy một việc là gì, con có thằng con trai con gái nó giáp năm, nó mà được 13 tuổi là con cúng con heo, con nuôi con heo trên 100 kg rồi mà giờ bạch thầy rồi sao đây. Cái thầy ông nói ngày nhà ngươi đi về bán con heo đó cho lái cho tự chợt nó mần, rồi cái thánh thần nào trứng mà ăn, thánh thần nào mà ở đây mà độ con ông mà mạnh khỏe mà trứng mà ăn, trứng con ông mạnh khỏe rằng mà ăn thịt heo. Thánh thần không có bao giờ thánh thần nào ở đây mà chờ ăn thịt heo ông, con cúng con ông ở đó ngồi thành đó. Ông này ông vẫn hơi sợ, ông mới về ông quán con heo. Đâu có dám để nuôi con heo, thằng con sau này lớn rồi. Nó cũng có tới lui lên đó, nó cũng tu theo ông, theo cha lên tu không quả, không có việc. Rồi khi đó thầy dạy mình đó. Như cái ông mà ông thầy đó, ông Lâm Thiệu đó, khi mà thầy ông đi đâu về đó rồi ông đám Lâm Thiệu đó là cái câu chuyện đó hay đó không hay? Ừ. Thầy ông đi trên Tân Châu á. Dạ. Ông đi thuyết trình ở Tân Châu á, thuyết giảng ở trên Tân Châu á. Nhưng mà ông Lâm Thiệu ông có nói trước, ông nói bạch thầy ơi, tôi chưa chết, con trong ở giám đó tu nha, con chưa chết đâu, chừng nào con thấy mặt thầy con mới chết. Đó là bữa nọ đức thầy ông đi thì với một số anh em đi lên trên Tân Châu thuyết giảng, thì đương thuyết thì thuyết giảng đương thuyết là thầy ông tắt ngay cái vụ giảng là ngưng lại thôi, dọn dẹp anh em dọn dẹp hết đang đi về. Năm Hiệu ông đợi tôi dữ lắm rồi, đi về mà để Năm Hiệu ông đợi thì dọn đồ đạc xuống ghe
xuống nhà về thì ghé ghé bưu bến thầy, thầy bước lên trước, bước lên đi trước lên 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 nhà ông Năm Hiểu rồi thì lên ông Năm Hiểu ông nói thầy ơi con đợi thầy quá xá mòn mỏi rồi, thì nói cũng mấy tiếng là thầy ông vuốt mặt liền, ông vuốt biết ông đứng mà ông vuốt hơi cho như vậy thì ông Năm Hiểu ông đi luôn thì chết luôn, không có còn nói thêm tiếng gì nữa thôi. Rồi đó thì mới là ở trong nhà mới lo hữu sự, thì trong nhà bắt gà vịt rồi nhốt cũng nhiều lắm, nhiều đóng nhiều gà vịt mà nhốt nhốt rồi cái thầy ở trảnh niệm ông Năm Hiểu niệm xong rồi niệm không có đem theo cái gì đó, quần áo rồi cũng đỉnh bỏ theo vậy thôi, không có đem theo cái gì đó, thì thầy ông đi ông biết là sau này nhốt gà vịt nhiều lắm, thầy phải đi bọc lên sau quay đang thả hết ra gà đó, thầy ông ra cái ông hỏi thầy nhốt mấy con này chi dữ vậy nè, thì mấy người thầy ông nói thôi bán thả hết đi, đi mua con heo con bò gì con một trúng con một là chết con một là không có tội, ít tội à, rồi nghe lời thầy thả hết rồi lên thầy thả hết, cái thầy nó thôi rồi thả gà vịt thả hết rồi thì giờ đi gì à, đi đang đi chôn, thầy đi liền đi ra ngoài Hạ Nguyệt, đi gần tới chỗ Hạ Nguyệt rồi, gần tới Hạ Nguyệt rồi thì thầy ông lấy ba cái chung bông ở trên cái bàn Phật bưng đi đó, thầy ông xé ra nhĩ vậy hết, ông mới rải ở trước ấy, ông mới rải lên từ trên đầu rải xuống rồi dưới rải lên ba lần như vậy là hết hết mà cái đó là thôi về, vậy thì xong rồi đem về. Thầy ông vừa rải ông vừa nói từ đây sắp lên không có anh em đồng đạo không có ai được phép làm gì thầy như vậy nha, chỉ có ông Năm Hiểu thầy mới làm vậy thôi chứ không ai mà thầy cho phép làm vậy hết trơn nha, ông không dám làm. Rồi cái về thầy nói thôi giờ nha ra đi mà để tiếp đi thôi anh như vậy thầy nói thôi bây giờ chứ họ không có ở đây nữa, thì ở đây về thì cái người đi mua heo về cái thầy nó coi rồi trông rồi hết rồi, nó đem con heo này ra ngoài kêu chạch nó bán lại nó rồi lấy mớ vốn rồi lo từng tự rồi vậy thôi hết chuyện của ông Năm Hiểu. Thầy ông dặn từ đây tới đây không ai có được phép làm vậy hết. Còn như những như giờ những trên núi trên đồi rồi nó có những cái hào quang sáng gì đó, dòng núi sáng lên rồi đó là những cái gì đó mà sáng gì đó. Cái đó mình đâu có biết được thầy, không nói cái gì hết. Không ai nói được, không có ai biết được cái đó trên con, nó thẳng lên. Sáng đó nhiều khi vàng hay sáng là gì đó. Cái gì trời. Trời Phật. Thôi mình kết thúc được luôn ha. Trời Phật định. Chúc cô bác mình mạnh khỏe. Trời Phật định vậy thôi chứ không có ai biết ha. Thôi vậy hôm nay kết thúc mình chấp tay cho mình nói thôi, cô bác mình nghe mình kết thúc luôn ha. Cái nào nó chúc bà con mà phải coi đây coi ráng mà tu hiền đó. Dạ thôi. Tôi cũng xin chúc chúc cho cô bác anh chị em có nghe cái lời cho tôi kể là cái mẫu chuyện của thầy thì anh em cũng nghe kỹ đây để rồi hôm nay mai này nó sẽ đến cái chuyện đó rồi mình sẽ hiểu nha. Bây giờ thì tôi không dám nói thêm, không dám nói trước, không dám nói thiếu thật sự thì có y trong giảng giáo lý của thầy thì vậy rồi tôi nói vậy thôi. Rồi vậy là Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Hôm nay có duyên gặp lại bác hai để trao đổi đạo đức mà đức thầy có để trong cái kinh giảng đó bác hai. Đức thầy nói là chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Rồi người ta nói đạo giáo hoàn hảo có phải là đạo chánh không? Mà thấy là trong đó đức thầy xưng khùng điên. Rồi thêm nữa là nói những cái tiên tri với thời cuộc quá nhiều là như thế nào vậy bác hai? Mong bác hai thì dạy cho em cháu hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy, cụ quyền đức tổ, các đứng bề trên và cảm ứng chứng minh cho chúng con. Hôm nay có cái nhân duyên cháu đến đây để rồi trao đổi qua giáo lý của đức thầy. Thì tôi cũng là người tín đồ Phật giáo hòa hảo nói riêng thì cũng nhớ giáo lý của đức thầy để rồi trao đổi nhau để rồi chúng ta nhận thức. Vì qua cái lời hỏi đó thì tôi cũng lớn tuổi rồi, hơi chậm lục, thì biết bao nhiêu thì nói bao nhiêu. Vì Đức Thầy nói vừa lẫn nhau vào con đường đạo đức, vì cái thời kỳ cũng gấp rút. Vì Đức Thầy cho biết là cái lý tam quan đây đến ngày nó kết thúc,
nên chi ngài đã lãnh năm sắc lệnh xuống mà ngài đặt cái viết vô tờ giấy, ngài nói hạ quân nay đã hết đời rồi. Vậy thì bây giờ nói cái đạo nào là chánh, thì kính thưa chú quý vị, nói về cái đạo Phật á, thời kỳ của Đức Phật Thích Ca đó, ngài đi tìm cái đạo để rằng mà giải thoát á, thì 96 cái đạo, nhưng mà không có đạo nào giải thoát được. Cho nên ngài đến Rạch Ni Liên Thiền ngồi khổ hạnh 6 năm. Đó, rồi 49 ngày sau ngài đã được cơ duyên ở trên xuống để giác ngộ cho ngài, ngài mới tìm được cái đạo. Thì khi mà ngài đắc đạo rồi trở lại độ cha mẹ rồi vợ con này kia rồi chúng sanh. Vì thế mà được truyền xuống tới lục tổ truyền cho Ma Ca Diếp xuống tới lục tổ Huệ Năng. Thì giữa lục tổ Huệ Năng và sư thần Tú tranh với nhau. Vì tranh với nhau như vậy thì cái đạo nó mất từ bi, cho nên thấy căn cơ chúng sanh không còn truyền được nữa. Nên Đức Phật ngài mới là bế mạc. Thì bế mạc cho đến khi cái ngày mà Hạ Quân Hạ này ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão đó. Vì cơ đã đến cho nên Đức Thầy lãnh năm mới sắc lệnh xuống đây để cứu đời. Vì cái lý tam quân á, thượng quân, dịch quân rồi hạ quân. Vậy thì cái đời thượng quân đó thì có nhiên đăng cổ Phật lập cái liên kỳ hội chúng ta không giữ, rồi rớt xuống cái đời trung quân là Phật Thích Ca lập cái liên sơn hội chúng ta không giữ. Cho nên ngày nay chúng ta còn ngồi đây đó, thì qua lời Đức Phật Thích Ca đó là nói sau này cái lý ta hạ quân này đó là Phật Di Lạc lập cái hạ quân hạ là lập đời là thượng quân lại. Vì thế mà hôm nay chúng ta rất may mắn, hồi trước thì cái đạo đóng cửa bế mạc, rồi bây giờ Đức Thầy được cái lệnh xuống đây mở cái đạo dạy. Nhưng mà vì thời kỳ của Hạ Quân Hạ, mà Hạ Quân Hạ đó thì nó diễn biến nhiều cái hiện tượng, cho nên Thiên Cơ Thầy biết, cho nên Thầy xuống đây Thầy nói để cho chúng ta biết, để rồi chúng ta tránh về cái thời kỳ Hạ Quân này đó. Thì căn cơ chúng sanh nó thiện bạc, mà chúng ta mê nhiễm quá cho nên khó mà giác ngộ được, cũng như chúng ta đang ngủ mê mà muốn thức dậy nó khó thức. Cho nên Đức Thầy kêu hết hơi sức vì để đang cho mình thức dậy mà tầm đạo kiếm bài. Vậy thì cái đạo của Đức Thầy đó là lãnh lệnh của Đức Phật Thích Ca. Vì Phật Thích Ca hồi trước đó, ngài đi tìm đạo, mà cái đạo dạy của ngài là giải thoát. Người ta hỏi bí yếu đạo Phật là gì, nó là cái giải thoát mà thôi, mà hãy dứt được cái nào là giải thoát cái nữa. Vậy thì cái cõi ta bà này nó có cõi mê nhiễm, mà mình đã mê nhiễm nó đã vô lượng lần hồi đó tới giờ rồi, cho nên không có mà trả lời được. Cho nên hôm nay được may mắn Đức Thầy xuống đây, Thầy cảnh tỉnh kêu mình thức dậy, thức dậy rồi tầm đạo kiếm bài để thi cử. Vậy thì kỳ này chúng ta lập thân, vì Thầy nói kỳ xá tội nó còn một lúc. Vì thế mà Thầy được Thiên Cơ Thầy biết hết. Thầy nói việc thiên lý một bầu đều hẳn, thiên là trời mà lý của trời Thầy biết hết, là vì cái hạ quan hạ này nó diễn biến những gì, nào là đau chết nè, bệnh trời nè, rồi giặc giả nè, nước dân lửa cháy, hùm tha xấu bắt, rồi thú dữ lộng hành, năm chèo nổi dậy đó. Vậy thì Thầy đã nói rồi, mình bây giờ nhớ để nhắc lại thôi chứ mình không có bàn. Nhưng mà Thầy cho mình biết cái việc thiên cơ vậy để chi, để rằng mình sợ mình tu. Bởi vì cái chỉ có cái tu mới sống, còn không tu là không sống. Cũng như bây giờ khoa học người ta biết 10 bữa nữa bão, bây giờ người ta kêu những người đi biển đó phải chạy vô, mà nếu người nào mà tin nó chạy vô thì người này sống, mà còn ở ngoài á thì bão tới thì phải chìm tàu rồi chết. Vậy thì cái tận diệt này nó cũng vậy. Cái gì hạ quân này hết đời rồi, cũng như cái hang chuột mà tới cùng rồi, mà nếu chúng ta mà không trổ ngách chạy đó hen thì chết. Vì thế mà Đức Thầy bảo chúng ta tu thì sống, mà không tu thì chết. Vậy thì hỏi cái đạo nào chánh? Thì bây giờ nói về tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không có sân, nhưng mà nó là đạo Phật Thích Ca là đạo chánh. Bởi vì đạo Phật Thích Ca đó, khi mà Phật Thích Ca tịch diệt rồi đó, ngài nói cái đạo nào có cái bắt chánh đạo thì đó là đạo giải thoát, là chánh đạo. Còn ngoài ra không có bắt chánh đạo là không có đạo đà. Bởi vì bắt chánh đạo nó mới đến con đường giải thoát. Nó là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát trốn mê đồ, tấn triển trên con đường đạo hạnh. Vì thế mà hôm nay rất may mắn là giáo lý của Đức Phật Thích Ca hôm nay được Đức Thầy truyền lại, đem mở cửa để dạy mình. Nhưng mà Thầy dạy kỳ này đó thì Thầy lấy cái nước cốt cho mình xài dễ. Bởi vì cái đạo Phật hồi xưa phân làm hai hạng, hạng xuất gia và hạng tại gia.
Nhưng mà Ngài nói đạo Phật từ xưa đến nay phân làm hai hạng. Nhưng mà khi Ngài lãnh năm sắc lệnh xuống đây mở cái đạo dạy á, thì khi mà xong rồi thì nó tàn thể trong đạo của ta hạng tại gia học Phật tu nhân. Học lời của Phật nhưng mà tu cái nhân đạo. Đó. Mà làm nhân đạo cho rồi đi thì lên tiến lên Phật đạo. Cũng như dục tu tiên đạo thì phải tiên tu nhân đạo. Mà nhân đạo bất tu thì tiên đạo diễn hỷ. Bởi muốn tu cái đạo gì cũng phải là tu cái đạo làm người trước. Vì cái đạo nhân trước mới được. Vì thế mà hôm nay Đức Thầy cũng chỉ chúng ta. Đầu tiên bây giờ chúng ta phải làm nhân đạo. Nhưng mà nói về cái đạo của Đức Thầy mà nói về cái đạo nhân ấy, là cũng đi đến giải thoát luôn. Đi Thầy nó cư trần bất nhiễm là thánh mà lẫn tục đừng mê chứng bực hiền. Bây giờ là diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Thì nó trở lại là Phật chứ gì. Bởi diệt hết rồi thì tâm thanh tịnh. Mà ở thanh tịnh rồi nó phát huệ. À, phát huệ kiến tánh là thành Phật. Còn bây giờ mình tối ngày mình cứ tu theo cái giọng không à. Lục căn tiếp xúc lục trần nó phân biệt. Thành ra vì chỗ đó mà chúng ta tu theo giọng không chứ không trở lại cái chân. Bởi vì bây giờ khó mà hàng phục được cái chân. Cũng như lục tổ Huệ Năng ngài nghe một câu một của ngũ tổ Hoàng Nhẫn dạy đệ tử đó. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Trụ cái tâm vào chỗ không sanh. Mà nếu không sanh thì không diệt. Mà không sanh không diệt thì cái tâm bình tĩnh. Mà hãy bình tĩnh thì phát huệ. Mà phát huệ là kiến tánh là thành Phật. Nhưng mà bây giờ đó thì cái thời kỳ này mình mê nhiễm quá cho nên giờ khó mà trở lại. Nên chi Đức Thầy mới chỉ chúng ta bây giờ làm cái đạo nhân trước. Mà cái đạo nhân là phải giữ giới lực. Mà bây giờ nếu mà nói giới lực của Đức Thầy đó ha. Mà chúng ta mà làm 8 điều răn cấm này mà được đó nó thành ra 1000 giới ở trong lần. Đấy. Vì thế bây giờ mà chúng ta hành theo mà 8 điều răn cấm của Đức Thầy cũng thành Phật luôn. Rồi bây giờ mình hành theo tứ diệu đế cũng thành Phật. Mà bây giờ niệm Phật không cũng thành Phật. Rồi bây giờ nó làm phước cúng lại cũng là cũng thành Phật. Thành ra nhiều chỗ đó mà Đức Thầy chỉ cho mình nó nhiều là tùy căn cơ chúng sanh. Chứ thật ra dạng pháp quy là có một thôi. Chỉ có cái hàng phục được vọng tâm là trở lại thành Phật. Vậy thì bây giờ mình rất may là được Đức Thầy Đức Phật A Di Đà mở ra cái khóa này. Ông làm giám đốc. Đức Thầy lãnh trách nhiệm dạy. Mà dạy là dạy giáo lý của Phật Thích Ca, lời của Phật ta xin nhắc lại. Vì thế mà hôm nay đó cái đạo của Đức Thầy đó là cái đạo của Phật Thích Ca. Nam mô Ta Bà giáo chủ chứng minh dưới đây lược tả sách kinh là Thầy là đệ tử của Phật Thích Ca. Ngài đó lược tả sách kinh là lời của Đức Phật ta xin nhắc lại. Nói vậy thì mình rất may mắn là gặp cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Mà đạo Phật Thích Ca là cái đạo giải thoát. Mà bây giờ đa số thì người ta đã về Phật giáo thống nhất. Nhưng mà Phật giáo thống nhất á, thì nó không có đi sâu vào cái chỗ cái chân thể. Cứ đi theo cái tướng thể không. Bởi vì bài kệ lục tổ Huệ Năng về sư thường tố đó. Thì bài kệ Đức Ngũ Tổ nói rằng ai làm bài kệ vô tướng. Thì ta phó chúc cho làm kệ làm tổ kế thừa. Nhưng mà thần tố ra cái bài kệ cũng cao lắm. Mình tu theo cái bài kệ thần tố giờ cũng hỏi phổi nữa nghe. À, nhưng mà thần bài kệ của thần tú thì Đức Phật đó mới tới cơ thể chứ chưa vô nhà thì có cái bài kệ của lục tổ Huệ Năng là nó vô tướng à, thành ra vì chỗ đó mà ông đắc đạo thì bây giờ mình cũng vậy tu tướng hoài bởi là nó cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến tu hoài không thấy ai thành bởi chữ tu liền với chữ hành mà hành bất chánh là nó không đúng được giáo lý thành ra nó không có kết quả. À, thành ra vì chỗ đó mà cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến tu hoài không thấy ai thành là vì không hàng phục được cái vọng tâm. Ở tâm mình nó sao xuyến hoài. Cũng như bây giờ tôi nói thí dụ nước cơ thể nó trong. Bây giờ ai cũng có Phật tánh là có tâm Phật đó. Nhưng mà có một cái là tại vì tàu bè nó chạy sóng gió này kia nó đục. Nó đục mà bây giờ muốn cho nó trong lại thì mình phải để múc lên để cho nó yên tĩnh. Nó mới lóng. Chứ mình nắm mình lắc hoài này kia là đâu có lóng. Nhưng mà có một cái bây giờ khoa học người ta hay. Bây giờ người ta xách lên trên đổ vô lưu hen. Cái người ta lấy cục phèn người ta quậy trong cái hồ nóng trong. Vậy thì cái phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm. Cũng như cục phèn nó nóng cái cặn đó, nó nóng xuống trong. Thì như vậy đây là cái pháp môn tịnh độ là pháp môn đối nghiệp giảng sanh. Bây giờ nguyện Nam Mô Đà Phật là cái nhân. Nhưng mà nửa chết về cực lạc là cái quả. Đó rồi bây giờ mình niệm Phật đây là cái nhân mà nửa chết về nhập vô thai sen là cái quả. Niệm Phật mà gây lấy thiện duyên đó. Vì thế mà hôm nay gặp giáo lý của Đức Thầy là cái giáo lý giải thoát đó.
giải đâu, giải ra khỏi cái cõi ta bà này. Cái cõi ta bà là cái cõi tù mà bị đài nữa. Cảnh thế gian dường thể chống ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thác đặng. Lây quê sanh lên cái khổ, mà sanh lên rồi cái lây quê già khổ. Già thì mắt lờ tai điếc, lưng mỏi gối cồm này kia đó. Đó rồi bệnh hoạn thì chết, chết là khổ nữa. Vì thế mà bây giờ mình cứ luân hồi trong đường lục đạo đã vô lượng lần. Nhưng mà hôm nay cái may mắn kỳ này được Đức Phật A Di Đà mở ra cái khóa này, rồi Đức Thầy lãnh trách nhiệm xuống đây dạy, mà dạy cho mình rất là dễ làm đó. Mà không làm được thì mình thấy rất uổng. Cho nên bây giờ cô bác anh chị em nào cũng vậy, nếu mà bây giờ mình thấy cái cuộc đời này nó khổ đó, nó diễn biến nhiều cái mà mình đã thấy rồi đó. Bây giờ đây nó có ba cái lần, đây là tôi nói mà lại nhắc lại thôi, cái trận chiến thứ nhất là trận thứ nhì, trận thứ ba là kết thúc. Cũng như cái tuần hát nó có ba màn, mà cái màn nó nhất là thứ nhì qua rồi, bây giờ còn cái màn chót đó. Mà cái màn chót thì đây là thầy nói mà nhắc lại thôi chứ không có bàn nghe, không biết cái ngày nào. Nhưng mà thầy nói khắp thế giới binh lương cụ túc, quyết tranh giành quyền lợi xé xô nhau, rồi thấy chúng sanh tuôn giọt máu đào lòng bác ái, động tình rơi nước mắt. Là cái trận chiến thứ ba này là kết thúc của cái hạng quân đó, là trong giảng nói thánh rồi này kia rồi đó, ông ba rồi ông nói đó. Thì đây mình lặp lại thôi chứ mình không có khẳng định cái ngày nào. Thiên cơ thì thầy nói cho mình biết, nhưng mà mình nhắc lại lời của Đức Thầy để đợi rồi mình sợ, đợi mình ráng lo tu. Cũng như cái khổ đó đặng mình thức tỉnh tu hành, khổ này đặng thức tỉnh trần gì đây nó sắp đến. Cũng như người ta nói bảo mà mình không chạy vô mình ở đó ngoài mình chết phải không? Vậy thì bây giờ thầy nói nước dưng lửa cháy hùm ta xấu bắt, thì bây giờ thầy có nói là bây giờ tu thì sống mà không tu thì chết, hiền còn giữ mắt. Tôi nhắc lại cái thầy nói việc thiên cơ nhiều quá đó, là thành ra ông thầy Ba Đạo mới hỏi Đức Thầy. Ông nói, ông nói chúng sanh mà sắp dướng dương cái bệnh khổ vậy đó, nước dưng lửa cháy hùm ta sâu bắt giặc giả ôn dịch này kia chết đó, như vậy thì tiên dược phương nào được thành thơ bệnh chúng sanh đó, vậy thì có cái thuốc gì trị? Tiên là thuốc tiên á. Vậy thì ông nói chúng sanh sắp dướng dương bệnh khổ, tiên dược phương nào được thành thơ cho thuốc chỉ đường nhờ phương pháp ngàn năm ơn đức nguyện ghi lời. Ông thầy Ba Đạo hỏi Đức Thầy, thầy trả lời gọn gàng. Thầy nói thành tâm khẩn Phật với lại trời là cúng lại, muốn khỏi hội này trẻ ăn chơi, lục tự trì tâm là phương pháp, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Thì thầy nói tắt là xuyên chúng sanh niệm Phật đừng có đời, phải không? Nó dễ ở cũng như tâm tạng từ Đông Độ qua Tây Phương Thịnh Kinh 81 cái nạn, mà Đức Thầy nói lòng sáu chữ niệm không có ngớt thì nạn ta cũng thoát như không. Như vậy mà ông niệm Phật mà ông đi tới ông Thịnh Kinh, thì còn đây mình cũng vậy, muốn tới dự hội Long Hoa thì bây giờ phải niệm Phật. Khuyên chúng sanh niệm Phật đặng có đời, nói gì thì niệm Phật được xong. Nói gì chỗ đó mà hôm nay mình rất may mắn còn lúc này đó, mà cũng khuyên cô bác anh chị em nếu mà nghe được đó, mình cũng nên đánh thức mình để đặng là lo lập thân. Thì Đức Thầy nói chúng sanh còn có lập thân hồi này, có hội này lập đế thân, mà lập gì? Bây giờ làm hiền, rồi niệm Phật, ăn chay cúng lại, đó là cái phương pháp. Vậy là nó có ba cái điều kiện mà chúng ta được coi đời. Thứ nhất là ăn chay nhiều ít. Vì thầy nói chay bốn bữa là quy tắc của kẻ khùng, chỉ dắt cái đó quy tắc của cái đạo hòa hảo đó. Ông chỉ bây giờ mình ăn bốn ngày, rồi ông dắt mình đi, mình đi đâu? Đi lên núi cấm dự hội, còn không chết cũng đánh về giờ cực lạc, nhập vô thai sen. Nói vậy thì là nói ông dắt mình đi. Vậy thì đó là cái phương pháp ăn chay. Thứ hai là cúng lại, cúng lại là pháp môn tu cầu. Mà cầu gì? Bây giờ mình thấy chúng sanh mạnh hiếp yếu, lớn ăn nhỏ, thành ra việc chỗ đó mà mình bây giờ quy Đức Thầy rồi là ông Phật, làm Phật con, làm Phật kia, thể hiện lòng từ bi, thấy chúng sanh khổ vậy đó, bây giờ mình mới cầu Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh, để chi mình thể hiện cái lòng nhân, mình thấy chúng sanh khổ quá nè. Đó, là những chỗ đó mà cái đầu tiên là chúng ta cầu cho chúng sanh, Phật cứu chúng sanh. Cái thứ hai, cái này là cũng theo trong giảng thầy nghe, thì bây giờ cái thứ nhất á, là cầu cho Đức Minh Dương lên ngôi. Bởi vì Đức Thầy nó chẳng qua là Nam Việt vô dương nên ta ít mới xảy ra thảm thiết, không có vua. Đó, cho nên ông Minh Dương ông mới ra xác lệnh cho Đức Bình giáo chủ này lãnh trách nhiệm dạy chúng ta để đặng được tu hành và cầu cho ông lên ngôi. Không biết ông nào,
Nhưng mà ông này là ông thành Phật, ông lên ông làm vua thế giới được bình yên. Cũng như nói nhất nguyện cầu thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng là ba cõi. Liên qua ấy, hội lập hội tòa núi không cấm, thượng Phật từ bi. Ông Phật từ bi, Phật vương độ chúng, thế giới bình an, ông Phật cũng làm vua. Mà ông Phật làm vua thì cái cõi ông lập lại cái đời thượng ngôn là cái đời tiên tại thế. Mà cái đời tiên tại thế là khỏi đau, khỏi bệnh hoạn, không mần, không ăn, không lo, cũng có mặt. Sống đến 10.000 tuổi, trên 10.000 tuổi phải không? Đó, nhà không đóng cửa, cũng rơi ngoài đường, không lượm gì. Thì bây giờ không biết ông nào, nhưng mà bây giờ mình Đức Thầy chỉ cho vậy đó, nên mình ráng cầu cho ông vua ông lên ngôi. Đặng là mình khỏi có khổ nữa. Đó. Về cái thứ nhì là cầu cho củ huyền đất tổ ông bà. Vì ông bà của mình hồi trước pháp môn vé mạc, cho nên không có tu, không có gặp cái đạo chánh tu, cho nên làm tưởng, cho nên cũng như bên đứa Mỹ bài đó là Trương Giác, Trương Đạo Lăng ở bên Tàu. Hồi trước Tàu đô hộ Việt Nam mình hơn cả ngàn năm, vì thế mà bài ra cúng kiến này kia đó, nó lọt vào mê tín, vì thế mà có còn số ở dưới địa ngục chứ. Thất tổ của huyện nơi chính suối đó. Rồi ngưỡng mong hậu tấn biết tâm cha, sau này con cháu nó gặp được chánh pháp, gặp Phật, rồi nó tu cầu để cứu vớt tổ tông. Vậy thì bây giờ nhị nguyện cầu của quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh là cầu Phật trước của quyền tổ bà mình, kỳ này kỳ xá tội. Rồi tam nguyện cầu là con người mình là cái gì không gì hơn là cái hiếu, thiên kinh dạng điển hiếu nghĩa gì tiên. Vậy thì bây giờ làm cái chữ hiếu nó khó lắm nha. Một Kiền Liên ngài đắc đạo nhưng mà ngài cũng không làm được chữ hiếu. Mai nhờ Đức Phật chỉ cái cách mà ngài mới cứu được mẹ là bà Thanh Đề, nhưng về cõi trời chứ không được gì cực lạc. Hôm nay Đức Thầy chỉ chúng ta cứu cha mẹ chúng ta về cực lạc. Cũng như tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, cha mẹ còn tại nhà, đường là nhà, Tăng Long Phước Thọ là sống lâu. Còn cha mẹ quá khứ là chết rồi hoặc là nhiều tiền kiếp trước. Mình tu cầu cho Đức Phật rước của quyền cha mẹ mình. Tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ là nhiều tiền kiếp mình đã vô lượng lần rồi, là có vô lượng cha mẹ rồi. Vì thế kỳ này xả tội cho nên mình phải cầu để rồi Phật cứu độ cho cha mẹ chúng ta. Vậy thì cái người nào mà cầu đó thì cái người này nó có hiếu. Mà hãy có hiếu là có phước. Đó. Người ta tớ nguyện cầu cho bá tánh vạn dân giải thoát mê ly, là tại vì chúng sanh mê cho nên mới lặn lặn ở trong cái biển trầm lưng này nè. Cái cõi ta bà là cái bể trầm lưng, là cái bể khổ. Mà mình đang lặn hợp ở trong này nè, mà nói rõ ra Đức Thầy nói cái biển này là cái biển máu, biển hồng trần, hồng là đỏ, mà cái gì đó là máu đỏ, da vàng máu đỏ là tượng trưng Việt Nam mình đó ha. Thường khi ta nói da vàng máu đỏ đó. Vậy thì mình mới lặn hợp trong này, mà lặn hợp bằng cách nào? Ăn nuốt với nhau mà lẫn lộn với nhau nè, thấy không? Bây giờ mình ăn cá thì máu cá, mà ăn heo thì máu heo. Mới vô cũng như ăn cái gì nó bổ cái nấy, rồi lặn hợp trong này mà hoài lên rồi sanh lên cái già lê quê cái ăn đã rồi cái cũng chết xuống dưới đó, rồi xuống dưới mười cửa ngục khảo tra đánh đập cho đã hết tội rồi mới cho đầu thai lên, mà đã vô lượng lần rồi. Vậy thì bây giờ kỳ này mình cầu cho kỳ xả tội này, cầu cho tất cả chúng sanh tứ nguyện cầu bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly, là cho giác ngộ hết ra khỏi cái khổ này. Kỳ này kỳ xả tội rồi, bây giờ mình ráng để đặng rồi cải tạo tốt đặng mà mình ra khỏi cái này. Nó rồi ngũ nguyện cầu mới xin tội cho mình. Ngũ nguyện cầu Phật Tổ, Phật Thầy từ bi xả tội cho đệ tử, tiêu tai tịnh sự, rồi trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Đó, rồi chừng đó mình đắc đạo rồi ra độ chúng sanh. Vì thế mà hôm nay có cơ hội mà nếu chúng ta không có bỏ qua, không có hành thì nó ổn dữ lắm. Bây giờ mình xét coi đứa nít con của mình giờ nó học. Bây giờ nếu mà nó học từ cấp lớp 1 mà cho đến đại học, nó phải trải qua mấy chục năm trời. Tốn tiền không biết bao nhiêu phải không? Nhưng mà dầu cho nó có đậu bác sĩ, kỹ sư nữa rồi, trăm tuổi nó cũng chết. Nhưng mà mình phải rước tới, rước lui, đưa rước này kia nó ăn, rồi tốn tiền cho nó ăn học. Còn mình bây giờ cũng vậy, đang học cái trường đại học. Vì đạo Phật là đại đạo. Mà Phật A Di Đà làm giám đốc cái khóa này, Đức Thầy lãnh trách nhiệm dạy, mà Đức Thầy là một vị Phật. Đó. Ngài nói rằng ta là tại sao ta không ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà len lỏi xuống chốn hồng trần chịu cảnh chê khen. Là vì thấy chúng sanh tới cái ngày tận diệt khổ cho nên lãnh lệnh ở trên mà xuống đây để đặng độ mình. Đó. Ngài thấy cái hạng hơn ngay là hết đời tới đây nó cùng rồi.
ngày xuống ngày mở đường đạo nè, đạo Phật diệu diệu thâm thâm, dầu mà tận thế đời tới đây nó cùng nhưng mà đạo ngàn năm vẫn còn. Vậy thì bây giờ muốn còn là phải đăng ký qua đây, chứ ở bên đây đời hen, nhà lầu xe hơi gì cũng cùng hết, bây giờ đời cùng là tiêu hết, khắp thế giới biến di thương hải là không còn vật gì hết, nó dùng phép màu lập đại thượng quân. Vì thế mà hôm nay mình rất may mắn được ông thầy nào ông nói thiên cơ, ông Phật cũng nói thiên cơ cho mình biết để đặng mình lập thân. Đó. Đời cùng còn chẳng có mấy năm, khắp trong thế giới thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Thành ra bây giờ mình nói thôi, chỉ có ông Phật, ông Tiên, ông Thánh thì kêu cứu mình được thôi, chứ đừng nói vợ con mà ở đó mà lo cho nó hoài. Lần tiền nữa mình thất bại phải không? Vì vậy nên bây giờ mình ráng thức tỉnh, nghe lời Đức Thầy, nghe lời ông Phật. Ông xuống đây mục đích là ông chỉ mình, rồi ông dắt mình. À, vậy thì bây giờ mình mới nằm đêm suy nghĩ, câu hỏi bây giờ mình muốn khỏi cái dòng sinh tử này không? Muốn sống qua đời hay không? Thì muốn sống, tự mình hỏi mình, bây giờ mày muốn sống hay không? Mày phải ăn chay, cúng lại, niệm Phật. Nữa mày được sống qua đời, qua đời rụng ơn, mày thành tiên. Còn nếu không, mày giờ mày lo mày ăn ngủ hay chạy theo danh lợi, thì nữa mày xuống địa ngục, mày thành tro bụi, mày chịu cái nào? Đó, tự mình giác, rồi mình đánh thức mình. Thôi bây giờ ráng cố gắng, cũng như bây giờ mình mới đi mở đất lâm gì mà, hay là mới mở công ty gì, phải tốn hao, phân thuốc này kia, hao tốn tiền, đựng bạc, lo cho chừng nào xong rồi đó, thì chừng đó mình mới có cái lợi, thâu cái lợi phải không? Thì bây giờ cũng vậy, ráng tu chịu nghèo nàn đi, hẩm hút cháo rau, bền lòng niệm Phật, thì sau tranh nhàn là sau này thành tiên. Mà bây giờ mình không làm nó uổng, bởi tôi bây giờ có cơ hội mà tôi nói lên đây, thì cô bác mà được nghe đó, thì tôi cũng nguyện trên Đức Phật, Đức Thầy, Long Thần, Hộ Pháp, gia hộ cho toàn thể cho quý vị, để rồi thức tỉnh, rồi nghe theo lời Đức Thầy, để rồi lo tu hành. Thầy là một ông Phật rồi, mà ông nói là phải có trước như sau thôi, chứ Ngài dặn tín đồ nè, người biết đạo phải dình ngôn ngữ, nói với ai, chứ có sai lời, ông dặn tín đồ là nói với ai phải có, đó. Mà ông thì lãnh trách nhiệm vậy, mà xuống đây ông nói không lẽ không có. Phải không? Mà thế giới người ta cũng công nhận như ổng là ông Phật vậy. Vậy thì bây giờ cái gì mà nó đến rồi đó là nó đến rồi. Còn chưa thì đây nó sắp đến. Đó, vậy thì bây giờ mình chuẩn bị đi. Mình được hay trước rồi bây giờ mình ráng cố gắng lập thân. Để cho nó vượt qua khỏi cái đó để chúng ta sống coi đời chứ không gì. Bây giờ hỏi nhau hai câu này nhé thầy. Đức Thầy có để trong cái quyển mấy con quên này. Thầy nói là trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Nên ta mới ra tay cứu tế chạy chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết là cái đó là mở cửa hồi lúc nào, hỏi là 39 là mấy chục năm trước hay là sao thì bất hay. Thì qua cái lời của Đức Thầy đó, cái thời kỳ hạ quân này đó, rồi nó sắp hết, cho nên khi mà Phật xuống á, thì cái kia nó cũng xuống luôn. Bởi vì hồi trước á, Đức Phật Thích Ca mà đắc đạo đó, nó theo nó phá hoài, nó phá không có được. Nó phá không được rồi nó lại nó quy. Nó quy nhưng mà nó nói tôi quy với ông nhưng mà sau này tôi phá đệ tử của ông không có thành Phật như tôi được, như ông vậy đó. Cho nên thầy mới nói rằng quyết cố quán phá đời mãi mãi. Vậy thì một số đi theo đây đặng nó phá cái đạo của mình không cho mình tu. Đó là một cái. Mà cái phe này là cái phe quả trời thứ sáu nha. Ma Dương đó. Nó cũng thờ ngủ thông à. Như vậy thì cái đó phá một cái, còn cái phá thứ hai là cái này thử thách cho người tu. Phật bà xuống cũng sai bà quỷ xuống nhưng mà xuống để thử lòng dân. Có cái khổ đó mình mới biết mình đắc đạo, cũng như đường đời bằng phẳng không có anh hùng. Mà muốn anh hùng phải vào tù ra khám, vào sanh ra tử, cũng như Phật Thích Ca hay là ông Tâm Tạng vậy. Phải là nhồi dữ lắm, rồi mà mình thắng được đó, qua được cái đó mình mới đắc. Chữ đắc là được. Vậy thì bây giờ cái cơn thử thách mà nếu nó thử mình á, mà mình đại hùng thì mình thắng được nó, qua được là đắc. Chữ đắc là được. Bây giờ ví dụ bây giờ ăn chay cái nó khiến ăn không nổi. Cái ăn mặn hoài đó là nó cũng phá mình, chặn đường không cho mình đi. Rồi bây giờ cúng lại cũng vậy, nó cúng lại cái nó bắt mình làm biến. Chẳng chạy. Rồi niệm Phật cũng vậy. Lo niệm gì không, cái nó không cho mình niệm Phật, thì cái đó nó cũng thử thách. Nhưng mà mình biết thử thách thì bây giờ mình phải đại hùng. Mà đại hùng rồi mới thắng nó. Đó, cho nên trời mở cửa rồi, kỳ này xuống cũng thử thách hết. Bởi vì cái kỳ này cũng là kỳ lập thân nha. Bị Đức Thầy nói là tiên,
tiên kỳ này cũng lập thân, bây giờ tiên nó còn bị đả hồi hởn hết phước là cũng rất xuống đây à. Vậy thì cái cõi ta bà này là cái cõi lập thân, cũng như thể cái trung tâm điểm muốn đào tạo sĩ quan hay đến gì đó là phải qua cái trung tâm này. Vậy thì cái cõi ta bà là cái cõi để mà đào tạo, cho nên tiên phàm là mình ma quỷ súc sanh kỳ này cũng cho lập thân hết, cái tớp nào tu thì tu, còn tớp nào quậy thì quậy. Cũng như kỳ này chúng ta phàm mình người thì tu, người thì quậy đó, thành ra những chỗ đó cái phe kia nó cũng có hai thế, cái tớp nào muốn lập thân đi lên thì tu tiên phàm ma quỷ đó, còn không thì nó cũng quậy 180 vậy. Nhưng mà cái quậy đó là để thử thách những người tu. Như Phật Thích Ca hồi trước ngồi khổ hạnh, ma theo phá hoài phải không, nó bắn tên này kia, nó hại đủ thứ, nhưng mà Ngài lấy cái tâm đại hùng, Ngài thắng được, cho nên bây giờ người ta mới lại Ngài. Thì bây giờ mình cũng vậy, từ cái phàm này mà muốn cho người ta lại mình phải làm chuyện khó làm, thử thách dữ lắm. Cái người tu ông nhồi quả cho người hành đạo đó, lúc nguy nàng số chí cùng chăng, nếu bền lòng thì dị quả cao thăng, còn chẳng chặt dạ thì bỏ lăn Phật Thánh. Cho nên bây giờ nó khảo mình, nói đây là nhồi quả cho mình, ráng cố gắng nữa rồi tiến qua thì thắng được, còn không cái mình thua nó, kéo cờ hàng đầu trắng à, cờ trắng đầu hàng đó. Thành ra về chỗ đó mà bây giờ mình, cái người tu phải có cái tâm đại hồn, rồi nhận xét giáo lý của Đức Thầy, ông chỉ mình sao đó, rồi mình mới thuộc, đem ra đối trị thì mình mới thắng được. Còn không là nó cũng lơ mơ, là nó khảo mình. Cũng như bây giờ tôi đặt ví dụ, bây giờ đang ăn chay, đang ăn chay trường ngon lành, cái đau có đơn nhà thương, lên nhà thương, cái nhà thương nói bây giờ ông phải ăn mặn hết bệnh, còn ăn chay trị không được. Cái con cái này kia nó cũng tin bác sĩ, nó nói bây giờ thôi ba ăn chay đi, ăn mặn đi, rồi chừng nữa về ba hết bệnh hả ăn lại. Còn bây giờ ba vậy ba đau, ba chết rồi ai lo cho ba, tốn tiền tốn bạc quá, rồi cái nó khảo mình, cái là mình cũng ngã mạng phải không. Còn mình đại hùng chết, bỏ cái câu này về giải thoát về cõi Phật, sớm về cõi Phật yên thân, hoặc là về cực lạc mới là hết khổ. Còn ở đây ở tù, mơ chết là thả ra tù, vì mừng về trển không sợ, thì cái người đó đại hùng là ta thắng được. Còn không biết sợ chết thì cái thua. Vậy thì hôm nay có cái cơ hội này đó, thì cô bác anh chị em cũng ráng cố gắng, vì Đức Thầy nói đời cùng còn chẳng có mấy năm. Thành ra bây giờ mình thôi làm trước đi, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn. Chứ Thầy nói bây giờ lên uống cấm là rừng lâm cây đá, thấy ngày nay không phải không? Ngày nay lên đến cây đá không? Mà Thầy khẳng định ruột năm non có cát đài, mà có hay không? Cái này đâu có ai thấy không biết, phải không? Nhưng mà Thầy biết, cho nên Thầy sợ mình không tin. Cho nên Thầy mới sai ông Tổ Ma A đó, là ông Lương Dân Tốt đó, đi xuống dưới khám điều nguyệt về ông nói lại đó. Vậy thì bây giờ mình phải tin, bởi vì làm cái hội tại núi Ông Cấm, đền vàng núi Cấm lộ nay mai, hoặc là Đức Phật Thầy Tây An hồi trước giao Đức Cố Quảng đi cấm bốn rẻ đó, thì cái chu vi này nó sau này đó, núi nó nổ chài ra đó, cái đền vua hiện lên đó, thì trong cái chu vi này để chứa những người hiền. Đó, vậy thì bây giờ mình có mua vé vô đó, còn không ở ngoài là không được, chết à. Chỉ có cái miếng đất đó chừa những người tu với người hiền đó ở trong đó thôi. Thành ra về chỗ đó mà bây giờ mình biết, rồi bây giờ đây là những cái chuyện mà nó xảy đến đây, nó tới với mình. Tôi nói bây giờ cái thế gian này nó bây giờ cũng như thế, mình bây giờ cũng như cái đèn mà dầu nó sắp lụn kim rồi. Bây giờ mình dòm thế giới mình thấy có âm dạ chiến tranh nhau, thấy không? Rồi giờ đời nó không giữ tùm lum, chém giết giật dọc nhau này kia, rồi con người không giữ, khi là con giết cha mẹ luôn. Thì cái thời kỳ này là thời kỳ nhiễu nhương, cho nên đây có cơ hội mình được Đức Thầy chỉ, bây giờ mình ráng lập thân đi. Cho nên cô bác anh chị em nên nhớ rằng cái của thế gian này nó không có tồn tại đâu. Bây giờ cái hơi thở của mình nói là quý, chứ thật ra có một tắc là mượn nó không khí lãng này nè, thở ra hít vô, mà nó ra rồi nó không trở lại là rồi mình có đem theo gì không? Chỉ tội và phước. Cho nên bây giờ mình ráng làm phước đi, bởi vì phước đức để dành ngày sau. Chứ bây giờ mình làm cho già đã rồi thì cũng bỏ hà. Thì qua cái câu ca dao nói mà sừng cho lắm cũng là trâu à. Thành ra bây giờ mình vật lộn cho đã rồi thì mình cũng bỏ. Nó lại câu mà
Dạ mới cái quy thế ta nên ta mới ra tay cứu tế cả chúng sanh. Bệnh khổ quá chừng, bệnh khổ quá chừng là bệnh gì? Thì nó đủ thứ bệnh hết đó, hồi nãy tôi cũng nói đó. Thì thầy nói là lớp đau chết kẻ thôi vô số. Đau chết mà đau gì? Nhiều chứng dị kỳ khó kể. Không có biết, cũng như bây giờ bệnh này rồi bệnh kia, Covid này kia rồi băng khỉ hay gì đó. Đây rồi còn nhiều cái chứng bệnh nữa mà bây giờ lên nhà thương con nó đủ thứ bệnh hết trơn đó. Đó, đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, kể từ nay lao khổ cho đến cùng cảnh trần gian nhiều nỗi thung dung để chi ngự bảo ác không tàn tránh mạng. Là tại vì mình không tu cho nên cái nghiệp nó mới hành mình. Thì bây giờ mình tu rồi Đức Thầy chỉ có ba điều kiện mà để chúng ta giải nghiệp. Bây giờ nếu mà quy y thì cải tạo quy chánh thì lý đình đăng xá là xá. À, kỳ xá tổ nay còn lúc nè. Thứ hai là bây giờ mình ăn chay, làm phước tiêu nghiệp, làm nhân ác tiêu bệnh tật. Thứ ba là tu cầu bệnh tật tiêu tan. Thứ ba nữa là niệm chữ Di Đà tan chứa nghiệp. Thì ba cái điều này nó giải nghiệp cho mình. Tôi đặt ví dụ bây giờ cũng như cái miếng cải nó tốt mà bây giờ mình rào kính không có con gà nào vô bư hết. Mà nó vô nó bư đây là nó trống ở chỗ nào. Cũng như mình bây giờ thầy nó tu thiệt tâm mình thảnh thơi mà tại sao mình không thảnh thơi? Là tại vì mình tu nó còn phạm giới gì đó, nó sơ sức. Đó, cho nên cái nghiệp nó mới nhào vô. Chứ thầy nói kể từ đời ớt mà đau đáng tu đem được Phật vào trong tâm. Mà bây giờ mình niệm Phật rồi đem Phật vô trong tâm rồi. Thì cái tâm mình có Phật cũng như cái nhà mình ngồi đây giữ rồi có hàng trộm nào vô lấy đồ đó đâu, phải không? Chỉ có cái mình bỏ đi. Mà bỏ đi đâu? Cái tư tưởng của mình đó, tối ngày cứ chạy theo danh lợi tình gì thế mà bỏ cái nhà trống. Thành ra thì chỗ đó mà nó mới vô, nó mới khảo mình, mới đau nhất đó. Thành ra thì chỗ đó mà bây giờ mình ráng nghe lời Đức Thầy đi. Niệm Phật nhiều chừng nào là tốt rồi nè. Niệm Phật để trừ vọng niệm là cái tâm thanh tịnh. Rồi niệm Phật cho tà quỷ gì thì gian ra. Thành ra đó là cái liều thuốc mà Đức Thầy chỉ cho mình á. Thành ra bây giờ ráng cố gắng, tôi nói giờ nói về tu theo cái pháp môn tịnh độ này đó ha, chỉ có cái niệm Phật rồi nhẫn nhịn là làm hiền. Bởi vì thầy chọn có cái người hiền à, lập đồ hồi hôm qua đang coi hiền đức được là bao nhiêu, còn nếu gian tà thì hồn xác cũng tiêu. Thành ra vì chỗ đó như thứ hai nữa là bây giờ phải trung hiếu, trung phải liệu cho xong. Bởi vì bây giờ nó nhiều cái đạo chánh nó đạo tà lắm. Nhà Tam Thiên Lục Bá mà khắp tràng hải dân là 36 cái đạo tà đó. 3.600 cái mối đạo tà. Thành ra vì chỗ đó mà mình cũng phải dè dặt. Cho nên bây giờ coi cái đạo nào không có bát chánh đạo, đó là đạo tà. Đừng có nói hòa hảo mà không hành cái đạo bát chánh hay là cũng lòng ngoài khơi nữa nghe. Chứ đừng nói xưng hòa hảo mà bây giờ là bát chánh là gì? Làm chánh, nói chánh, nghĩ chánh, ăn chánh là tất nhiên trở lại là Phật. Vì làm chân chánh là tiên là Phật, mà làm gian ác là quỷ là ma. Vậy thì bây giờ tự mình xét mình coi mình cái gì là biết đó. Mình làm chánh thì tất nhiên đó là Phật Nhi, là Phật Con. Rồi một ngày bỏ hơi thân xác này thì về trển đổi lại kim thân thì hiện đó là Phật Bự. Thành ra thì chỗ đó một cái lúc này để rất mình dọn mình để đề đổi đó. Vậy thì cái pháp môn tịnh độ này đó là đối nghiệp giảng sanh, niệm Phật đây là cái nhân mà nửa chết về cực lạc là cái quả, còn niệm Phật đây là cái nhân mà nửa dự hội long qua là cái quả. Mà cái hội long qua chừng đó mà còn sống đó ha, được dự hội đó thì chừng đó có Phật Di Lạc thuyết ba tràng thuyết pháp rồi mình ngộ liền. Cũng như ngũ tổ lục tổ Hoàng Năng nghe ngũ tổ Hoàng Nhẫn mà nói một câu ông trụ cái ông đắc liền, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó. Bị tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời. Cái tâm của mình như vậy chứ mình ngộ cũng mấy hồi. Cũng như bây giờ tôi quậy quạng này kia đó, uống rượu cờ bạc chơi bời này kia, nhưng mà bây giờ tôi nghe Hòa Hảo nói gì là tội, bây giờ kỳ này xả tội, cái tôi nguyện tôi tu thì trả lại là cũng mau lắm, ngộ lại nhất thời đó. Cũng như Đức Thầy, hai Thầy có nói là tạm ngưng đạo đức ít ngày Thầy qua. Như Thầy mới tạm ngưng đạo đức ít ngày của Thầy qua, mà hôm nay là tới mấy chục năm rồi. là Thầy ở đâu mà Thầy ngưng, Thầy qua ở đâu là như bác mới hay. Bây giờ thầy trước nhất có thầy lãnh trách nhiệm xuống tại nước Việt Nam rồi, có cái nhân viên xuống đây là mở cái đạo dạy đây đó. Cho nên vì chỗ đó mà thầy không phải là dạy nước Việt Nam không nha, mà thầy dạy cõi tiên nè, rồi cõi phàm là mình nè, rồi cõi ma nữa. Hồi trước mà Đức Thầy đó bằng ngày đó ha,
mấy ông già nói lại đó, bằng ngày đó thì thầy dạy mình, tối thầy nói tiếng âm dạy ma quỷ nữa. Còn hồi đầu tiên á thì Đức Phật thầy Tây An á xuống ra xuống trần này để mở ra cái đạo hiếu nghĩa dạy làm người. Nhưng mà thời kỳ Pháp đó thành ra trốn hoài mà theo bắt hoài à, bắt nhốt này kia rồi đủ thứ, rồi luyện cái sông này kia nữa. Nhưng mà đi riết lên tới ba chút vô rỗng nó rồi mấy cái là mở ruộng đó, bây giờ nó trại ruộng đó, mở ruộng rồi cái để là mà Thái Sơn đó rồi đang mà sống đó. Thì nhưng mà cái lúc đó Pháp nó theo hoài dạy không có được, vì thế mà Đức Ngọc Đế ngài tính là cái hạ quan này nó hết rồi chấm dứt, nhưng mà xuống đằng dạy kiếp một mới là tại nước Minh Vương ổng nói sau này ổng cái ngày Hà Thượng Quân lập lại đó, ổng thành Phật ổng để bù và để làm vua bù lại cái lỗi trước mà lấy tượng Phật giữ chim đó, giữ lúa đó, thành ra mất nước. Thì ổng biết cái tội lỗi của ổng rồi ổng mới nguyện tu. Ông tu nói sau này nó lập lại cái đời Thượng Quân, tu thành Phật tôi sẽ làm vua bù lại. Cho nên ông tu từ đó cho đến giờ, cho nên Đức Thầy mới lãnh trách nhiệm của Đức Minh Vương. Bây giờ hàng ngày đó mình cầu cho ông này cũng như mình dồn thăm cho ông đắc cử đó. Nhất nguyện cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Liên Hoa Ái Hội, Thượng Phật, Từ Bi Phật Vương, độ chúng thế giới bình an. Cho nên vì cái lúc đó đó, thì Đức Phật Thầy Tây An xuống dạy không được, cho nên lúc đó ngài mới dạy ba con thú. Bây giờ lời của Phật là siêu âm tiếng, Phật nói thì thú nó nghe được. Cho nên ngài mới kêu các thú tụ họp về đó, ngài giảng thuyết cho nghe. Ngài nói các ngươi cũng đều có Phật, tánh Phật hết. Nhưng mà tại vì các ngươi hung dữ này kia đó, làm những cái chuyện không lành cho nên phải mang lông độ sừng. Bây giờ kỳ này xả tội, nếu các ngươi mà muốn thoát ra khỏi cái này đó, thì đây lúc này lập thân. Bây giờ các ngươi hãy nguyện tu, đó thì các ngươi được tướng lên được. Thành ra vì chỗ đó mà các con thú nó nghe được, cái nó quỳ đó nó nghe Pháp. Thì Đức Phật mới, Thầy Tây An mới giao Đức Cứu Quả xé dải đỏ bằng ngón tay con ra đi buộc cổ hết. Vậy thì cái hồi trước cái núi cắm mà lên trở là thú dữ, dữ lầm, dữ dằn lắm. Nhưng mà sau này cái rồi cái thú dữ đó, cái số mà không tu nó đánh mới qua bà Độ Ơ mở. Thì bên đây là thú hiền không à. Nó thành ra thầy nó trên năm non dạy dỗ cáo cày. Vậy thì thầy mới nói rằng thú vật biết tu hành nó nước con thú mà nó nghe được mà nó còn tu. Người sao chẳng rất còn trần, thành ra mình nói là nó hơi nặng, chứ thật ra bây giờ mình không tu là mình thua. Thua ba con đó nè. Cho nên về chỗ đó rồi Đức Thầy qua cái thời kỳ của Đức Phật Thích Đức Thầy ra nghe. Ở trên triệu về. Triệu về rồi mới hỏi, ổng nói bây giờ dạy không được, 10 phần dạy được có 2 phần, 8 phần nữa dạy không nghe lời. Đức Ngọc Đế tính vũ sổ, mới giao bộ sổ qua Nam Tàu, đặng thiêu quỷ rằng vũ sổ lập lại cái đời Trung Quân, mà lập lại cái đời Trung Quân là có người một ha. Như thầy nói là ngày tiêu diệt Bính Tý đó thầy. Thành ra cái lúc đó là sắp tiêu diệt hồi năm Bính Tý đó, 1136. Rồi đến ngàn năm 39 đó, thầy mới xuống đây mà mở cái đạo dạy làm người nè. Dạ mình nè. Thì như vậy đó thì ông Minh Vương ông nghe được như vậy, nếu mà vũ sổ mà là còn có người thì mình làm vua với ai vậy đây. Cho nên ông hối tiếc lên mới cầu Phật. Cầu Phật rồi mới qua gian sinh Đức Ngọc Đế. Thì Đức Ngọc Đế nó giao bộ sổ qua Nam Tàu để thiêu quỷ, nhưng mà bây giờ bên nó cũng biết cho nên mới dừng lại. Thì bây giờ mới nói với Đức Ngọc Đế nó thôi dừng lại cho xuống trần để dạy kiếm mớ người hiền đặng rồi lập lại đời Trung Quân đặng làm vua. Chứ còn nếu mà vũ sổ thì ở đời Trung Quân có người một, thì như vậy cái nguyện của tôi nó không được tốt. Thành ra vì chỗ đó mà Đức Ngọc Đế mới dừng lại đó. Thì mình sống đây là nhờ gia hạn, cũng như cái khuyến mãi nha, còn chờ chút đó. Kỳ xã tội nó còn có lúc nè. Vậy thì mình sống đây là nhờ Đức Ngọc Đế dừng lại và Đức Phật, Đức Minh Vương sinh lại, còn không là tiêu diệt hồi năm Bính Tý rồi đó. Thì như vậy mình rất may mắn mà hôm nay mình đã nhận thức được cái điều mà ông Phật cứu mình như vậy, mà mình bây giờ không nghe lời ổng thì cái điều rất dở. Cho nên bây giờ giá nào cũng phải đăng ký nghe lời ổng. Vì ổng xuống đây mục đích là ổng cứu mình. Mà tại sao bây giờ mình không nghe, mà ổng cứu mình rồi ổng ban thưởng cho mình hưởng nữa. Đó. Mà bây giờ mình không làm như vậy là mình nói mình khôn, mà tại sao nữa mà người ta sống mà mình chết. Vậy thì cái khôn của mình coi chừng không dài. Cho nên bây giờ Đức Thầy dạy khôn, bây giờ mình nghe lời ổng học khôn. Mà học khôn để chi chúng ta sống, qua đời Thượng Quan thành tiên.
mà nếu có chết về cực lạc thành Phật. Đó. Thành ra nó quý vậy mà mình không làm. Ở đây là cái cõi này nó khổ từ đó vô lượng lần rồi mà còn ở đây tiếc gì nữa. Hôm nay thầy xuống đây thầy phân trần hết, mà bây giờ mình đương đầu với cái chuyện mà cái hạ quan này nó diễn biến này được không? Nào là ôn dịch chết nước dân lửa cháy rồi thú dữ lộng hành năm chèo nổi dậy này kia đó. Đó. Đến cái giai đoạn cuối cùng nữa hen. Thì nghe nói là ở trong đó nó là Ngũ Long công chúa mà đánh với tiên nó quá phép, bà quả đất này cháy tiêu hết trơn, không còn. Khắp thế giới biến gì Thượng Hải, không còn vật gì hết. Mới dùng phép màu lập đại thượng hơn. Là cái cõi này nước dân lửa cháy là tiêu hết, rửa sạch hết mới lập lại đời thượng hơn. Đó là trong kinh nói lại thôi chứ mình không có bàn nha, nói lập đại nguyên văn chứ không có bàn. Vậy thì bây giờ mình cứ tin ông tiên, ông thánh, ông Phật, không có nói ngoa đâu, ông nói là phải có. Bây giờ ông biết được cái việc thiên lý hết, cho nên ông nói là phải có. Thì bây giờ mình nếu mà tin ông thì nghe lời ông làm để đặng được sống. Còn nếu không tin thì thôi khỏi bàn, hiểu lắm. Vì cái cơ này nó cũng sắp hết rồi, thầy đã thúc dữ lắm rồi. Cũng như bởi vì thầy nãy còn động mà thầy còn bất hay, thầy nói tạm ngưng đạo đức ít ngày thầy qua đó, ít ngày là lâu. Tạm ngưng. Bởi vì thầy không phải dạy chỗ này không, tôi muốn nói nãy đó. Vì thầy dạy cõi tiên, rồi dạy cõi ta bà này, dạy những kẻ đường xa chưa rõ. Mặc dù vắng gì trong cái phần của Đức Thầy đó, nó tới bốn phần đó nghe. Một thầy mà ba tớ, Phật, tiên, thánh, thần. Cái xác con Đức Công đó. Nhưng mà cái ông này ông về trển hay là ông đi dạy chỗ nào đó thì nó có cái trách nhiệm ở trong đó. Cái điều đó mình không có bàn được, nhưng mà thầy nói thầy dạy khắp cõi ta bà này chứ không phải dạy riêng, mà cái cõi ta bà này biết bao nhiêu, cũng như cõi tiên rồi cõi phàm, tiên là cũng có nhiều cõi trời lắm phải không? Rồi cõi phàm này cũng vậy, rồi có súc sanh, ngạ quỷ, súc sanh đủ hết. Chứ không phải dạy riêng mình không, bởi vì thầy nói dầu tiên, phàm, ma, quỷ, súc sanh. Thầy đi dạy khắp cõi ta bà này trong cái bầu trời này hết. Đó. Kỳ này kỳ xã tội trong cái cõi ta bà này được lập thân hết. Tiên cũng phải vậy, cũng phải lập thân nữa. Rồi Phật, Bồ Tát cũng kỳ này lập thân đặng lên Phật tổ. Đó. Chứ không phải, vì kỳ này là cái kỳ xã tội, tất cả chúng sanh đều lập thân. À, vậy thì ai ta cũng lập thân, còn mình giờ cũng vậy đã khổ rồi. Vô lượng lần rồi mà bây giờ mình không lập thân nữa thì nó uổng. Cho nên mong rằng tất cả cô bác anh chị em nên giác ngộ đi. Đức Thầy ông là ông Phật rồi, ông Phật cũng biết. Rồi ông dạy cho mình để tìm cái lẽ sống để hưởng. Mà bây giờ mình không nghe lời ông để hưởng thì nó uổng.